Mời các bạn nghe phần 4. Dẫn nhưng chớp mắt mấy cái, chiếc bánh kem này to và đẹp quá, còn có hoa và trái cây màu sắc rực rỡ, nho, đào vàng cùng với các mảnh vụn trái cây không thể phân biệt rõ, còn có nến. Tại sao lại có nến nhỉ? Dẫn nhưng không hiểu lắm, nhưng trông nó thật sự rất đẹp. Ở mặt trên trắng như tuyết còn viết chữ, chúc dẫn nhưng vui vẻ hạnh phúc. Rõ ràng là sinh thần của di mẫu, nhưng dẫn nhưng lại cảm thấy còn vui hơn cả sinh thần của chính mình cậu bé tự tay viết thiệp trúc thọ cho di mẫu nhưng dường như có chút lấy không ra những thứ này đều làm cho bảo thành chỉ làm cho bảo thành thôi ư hai mắt dẫn nhưng tỏa sáng lấp lánh nhìn chiếc bánh ngọt cực to trước mắt và hỏi minh huyên mở miệng nói cái này chắc không chỉ mình con có đâu nhỉ ngựa thiện phòng không thể không đưa một phần cho hoàng a mã của con và thái hoàng thái hậu được minh huyên nói xong lại nói tiếp nhưng hoa văn này là do ta đích thân thiết kế đấy của con là bản gốc duy nhất dẫn nhưng vừa nghe vậy vẻ mặt càng vui sướng hơn. Cậu bé cười hỏi, ta phải thổi phồng với người khác thế nào? Thổi phồng cái gì? Minh Huyên nhìn chiếc bánh kem to tướng trước mắt, mở miệng nói, ta đang nghĩ, dưới danh nghĩa của ta còn có mấy cái cửa hàng, quay đầu mở một tiệm bánh kem kiếm tiền. Sau này muốn tặng lễ cho Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái hậu cũng không cần quá mức câu nệ. Con cứ nói với bọn họ rằng chiếc bánh này rất ngon và rất khó làm là được rồi. Thứ như tiền ấy mà, chẳng có ai ngại nhiều cả, khang hy còn có thể bán khối băng kiếm tiền nàng mở tiệm bánh kem cũng không quá phận đâu nhỉ tranh giành lợi ích với dân chúng không ổn lắm đâu dẫn như nhìn chiếc bánh ngọt vừa nghĩ đến chuyện phải chia sẻ nó với cả thiên hạ cậu bé bỗng thấy không vui lắm trong mắt vừa chuyển lập tức nói minh huyên nghe vậy thì không còn gì để nói nữa lời này cũng là lừa tiểu hài từ đấy sinh ý của phủ nội vụ nhiều biết mấy hơn nữa chẳng nhẽ mở dưới danh nghĩa của nô tài còn không được sao và tất nhiên là thái tử không quá đồng ý với chuyện này nên chuyện đã tạm hoãn lại minh huyên chỉ huy cậu bé thổi tắt nến nến này cũng do nàng nhờ phủ nội vụ làm giúp bên dưới bọc một lớp vải bố màu trắng sạch sẽ dù có cắm vào trong bánh kem cũng không sợ bẩn nhắm mắt lại ước một điều ước sau đó thổi tắt nến minh huyên thấy nến cháy quá nhanh nên vội thúc giục dẫn như nhắm mắt lại trong lòng thầm ước một điều ước hy vọng di mẫu sẽ đối xử tốt với cậu bé cả đời chỉ đối xử tốt với mình cậu bé sau đó thổi tắt nến. Trái cây ở trên bánh kem vừa mềm vừa ngọt rất ngon miệng, Di Mẫu nói đã dùng nước đường phèn nấu qua. Ngay cả bông hoa xinh đẹp cũng là vừa vào miệng đã tan ra. Không có hài tử nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ của bánh kem, trước đây giận nhưng còn biết kiềm chế bản thân. Nhưng hôm nay cậu bé vui quá nên ngoài ăn nửa bát mì thọ với Minh Huyên, còn ăn cả bánh kem nữa. Bánh kem vừa to vừa đẹp như vậy là Di Mẫu đặc biệt thiết kế cho cậu bé, thật sự, thật sự rất ngon luôn thật khiến người ta vui vẻ mà cuối cùng minh huyên thấy cậu bé ăn nhiều quá nên đã ngăn lại sau đó chia phần bánh kem còn lại cho các công nhân cho bọn họ ăn làm gì ngày mai cô dẫn như nhìn bánh kem bị phân phát cho mọi người không vui nói minh huyên liếc cậu bé một cái rồi nói không phải con đã nói với ta là sau này sẽ khắc chế sao hơn nữa thứ này không thể để lâu nếu sau này con muốn ăn thì cứ tìm ngự thiện phòng đòi nhưng con nên ăn ít đồ ngọt thì tốt hơn mỗi tháng chỉ được ăn một lần tại sao đồ ngọt không tốt ư ừ. tại sao lại không tốt minh huyên nói thẳng nếu ăn đường nhiều thì sẽ bị ngốc vì lúc nhỏ ta ăn đường nhiều quá nên bây giờ mới không được thông minh lắm nếu không đã không quên nhiều thứ như vậy nhưng nếu biết bản thân sẽ xuyên qua còn là di mẫu của phế thái tử lại có quan hệ tốt với cậu bé như thế này nàng nhất định sẽ ráng đọc thuộc lòng không sót một chữ về cuộc đời của cậu bé thuận tiện nghiên cứu cái gì mà cấu tạo tàu thủy phương pháp chế tạo xi măng và thủy tinh lỗi như giận nhưng vẫn không thể làm tốt thì những thứ đó cũng sẽ có ích cho đường lui sau này của cậu bé bây giờ ngay cả trình tự các bước làm bánh kem mà bản thân đã đích thân làm qua mấy lần cũng không nhớ sách tiếng anh thì xem không hiểu nhất định là vì lúc mới xuyên qua đã uống quá nhiều thuốc và ăn quá nhiều đường nghĩ đến đây minh huyên chợt cảm thấy hơi có lỗi với giận nhưng Chào ơi không nghĩ tới chuyện đó nữa đi một bước tính một bước vậy nếu thực sự không được và vẫn bị phí nàng sẽ ở bên cạnh dẫn như ngay cả khi cậu bé bị nhốt lại dù sao nàng cũng có nông trường mà cá mặn nằm ở nơi nào mà không phải là nằm chứ tình thương của di mẫu cảm động trời đất biết bao ngay cả nàng cũng bị chính mình khiến cho cảm động rồi này trở nên ngu ngốc ư dẫn như muốn nói di mẫu như thế này không ngốc nhưng thấy vẻ mặt buồn bực của nàng thì không dám nói nhiều cậu bé uống nước sơn cha để tiêu thực gật đầu ương thuận sau này sẽ ăn ít đường lại Ngày mà Ngự Thiện Phòng làm ra bánh kem hai tầng theo yêu cầu của Minh Huyên, bọn họ cũng đưa đến cho Khang Hy và Thái Hoàng Thái Hậu mỗi người một phần. Thành phẩm khá là kinh diễm, sau khi món bánh trứng gà và bánh mật ong ra đời, Ngự Thiện Phòng không còn nửa câu oán hận đối với việc bị thứ phi của Vĩnh Thọ cung lăn qua lăn lại nữa. Thời điểm bánh kem bơ ra đời, ngay cả sư phụ có sở trường làm điểm tâm của Ngự Thiện Phòng cũng sợ ngây người. Mùi vị cùng với màu sắc và hoa văn của chiếc bánh này, sau này chắc chắn sẽ là thứ không thể thiếu đối với nữ nhân trong cung vị sư phụ đó chợt cảm thấy địa vị của mình có chút bị uy hiếp. Ngay tại lúc này, Minh Huyên lại muốn 10 hộp 60 khối bánh trung thu ngũ nhân chuyên dùng để tặng lễ của ngự thiện phòng. Tác ngạch đồ tặng lễ sinh thần dày như vậy, tiểu thái tử còn để tâm viết lời chúc thọ cho nàng. Thái Hoàng Thái Hậu và các phi tần hậu cung cũng tặng lễ cho Minh Huyên. Nhưng Khang Hy lại không có tỏ vẻ gì, chỉ để phủ nội vụ tặng 200 lượng bạc theo lệ, là bổng lộc một năm coi như ban thưởng của Hoàng thượng keo kiệt đến mức khiến Minh Huyên cảm thấy mình đã lỗ mười mấy quả trứng mỗi ngày, không, hẳn là hai mươi mấy quả mới đúng. Cho nên nhân dịp Tết Trung Thu phải tặng đồ cho nhà từ mẫu, Minh Huyên tiếp tục tận dụng của chùa triệt để, dù sao cũng mang thân phận phi tần, phải tiêu chút tiền tài của nam nhân mới đúng. Sau khi sư phụ làm điểm tâm của ngự thiện phòng nhận được yêu cầu của Vĩnh Thọ Cung, ông ấy lập tức nướng một mẻ bánh đưa đến cho Minh Huyên nếm thử trước. Bánh Trung Thu ngũ nhân vĩnh viễn là thần. Ở một thời đại không có đường tinh luyện như thế này, Minh Huyên đã bị bánh trung thu ngũ nhân của ngự thiện phòng chinh phục. Vỏ mỏng nhân nhiều, mùi vị ngon miệng, mặt trên còn có hoa văn tinh tế, ngay cả bánh kem cũng không thể so sánh với nó. Nếu như hậu thế có được trình độ bậc này, bánh trung thu ngũ nhân chắc chắn sẽ là món ăn mà người người nhà nhà đều tự giữ lấy để ăn, ai lại nỡ tặng nó cho người khác chứ. Lần đầu tiên Vĩnh Thọ cung chi ra khoản ban thưởng thứ nhất kể từ ngày đầu nhập cung đến nay, tròn chỉnh 10 lượng bạc. Trạng vạng tối, lúc lương cửu công đến đón thái tử đã đưa cho minh huyên hai cái cháp rất nặng bên trong chứa đầy trang sức vòng ngọc tinh xảo minh huyên nhìn đống trang sức trồng chất lên nhau nhìn thế nào cũng cảm thấy chúng nó không đáng tiền dẫn nhưng tâm viên ý mã nhìn di mẫu đang đeo chiếc vòng mình tặng trên tay còn đồ của hoàng a mã tặng thì để trong kho sa kỳ mã đã không còn là món mà ta yêu thích nhất sau khi thái hoàng thái hậu ăn bánh kem bà cũng cảm thấy mùi vị của nó rất ngon thái hoàng thái hậu đã lớn tuổi rồi răng lợi không tốt lắm bánh kem và cả lớp hoa quả bên trên đều mềm. Vì thế sau khi biết Minh Huyên ban thưởng cho ngự thiện phòng, bà ấy đã mỉm cười trâu gạo nàng. Saki mã là một loại bánh ngọt thời thanh, nhìn hơi giống bánh cốm của Việt Nam. Món trắng miệng mềm và ngọt này có thể dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị và tiệm bánh. Các giải bột được chiên cho đến khi có màu vàng, sau đó được trộn với siro để kết dính và cắt thành khối khi nguội. Minh Huyên xấu hổ mím môi, sau đó giải thích mấy năm trước lúc còn ở nhà cũng từng ăn qua bánh trung thu, nhưng thủ nghệ của lý sư phụ thật sự quá tuyệt vời hương vị được điều phối vừa vặn độ lửa cũng vừa phải so với món điểm tâm mà nô tỳ dựa theo sách dạy mọi người làm bừa cũng không kém là bao không là tốt hơn rất nhiều mới đúng thái hoàng thái hậu nhìn bánh trung thu cứng ngắc nhìn thế nào cũng lĩnh hội không được tâm ý giới thiệu sản phẩm của minh huyên đến khi na bố kỳ nghe nói thứ này có thể để được mấy tháng nàng ta lập tức đến ngự thiện phòng và tiêu 200 lượng bạc đặt 600 cái lại tốn thêm 100 lượng bạc mua hộp đựng Chuẩn bị đưa hết về khoai nhĩ thấm Đắt quá Minh huyên nhị không được cảm khái Na bố kỳ nhướng mày nói Còn tạm Lần trước gọi món Phật nhảy tường tốn hơn 800 lượng của ta Ngon thì ngon thật Chỉ là đắt quá Không thể ngày nào cũng ăn Phật nhảy tường là một loại súp trong ẩm thực Phúc Kiến Món ăn do vị bếp trưởng nổi tiếng Đồng thời là chủ của nhà hàng tụ xuân viên ở Phúc Châu Phúc Kiến là trịnh thuần phát sáng chế Trịnh thuần phát vốn là một đầu bếp Trong phủ của một quan cấp cao ở địa phương Kể từ khi món ăn được tạo ra vào thời nhà Thanh, nó đã trở thành một cao lương mỹ vị của ẩm thực Trung Hoa bởi mùi vị đa dạng, sử dụng nhiều nguyên liệu cao cấp và đặc biệt là cách thức chế biến. Tên của món ăn ám chỉ đến khả năng các nhà sư trường chay ở chùa cũng phải nhảy qua tường tìm đến để ngã mặn vì nó. Món súp Phật nhảy tường chứa nhiều protein và canxi. Minh Huyên nhìn nàng ta, nhất thời không biết nên trách nàng ta ăn Phật nhảy tường mà không mời mình hay là oán giận ngự thiện phòng lòng dạ đen tối, vậy mà thu nhiều bạc như vậy hoặc là nên hâm mộ sự giàu có của vị cách cách trước mặt, hơn 800 lượng mà cũng dám ăn, thậm chí còn muốn ngày nào cũng ăn. Đồng thời, Minh Huyên càng ngạc nhiên là nó có thể đắt như vậy, nàng biết nếu gọi món từ ngự thiện phòng mà vượt qua phân lệ thì phải tự bỏ bạc, nhưng không ngờ lại đắt như vậy. Na Bố Kỳ cách cách sống ở từ Ninh Cung cũng đại biểu cho mặt mũi của Thái Hoàng Thái Hậu, cho dù tốn bạc cũng không nên nhiều như vậy à. Tiền thật dễ kiếm, phân lệ của tần vị không ít, Tờ đơn được viết vừa dài vừa hoa lệ đẹp đẽ, đem lại cảm giác rất nhiều đồ vật, nhiều lúc Minh Huyên còn ăn bớt phân lệ của thái tử nữa. Cho nên ngoài chi tiêu dùng cho cồn cồn ra, từ trước đến giờ nàng chưa từng móc bạc cho phủ nội vụ hay ngự thiện phòng. Vì thế lập tức cảm thấy yên tâm thoải mái, còn cho rằng đối phương đã chiếm tiện nghi. Hôm nay nghe thấy Na Bố Kỳ tiết lộ lượng chi tiêu hàng ngày của nàng ta, Minh Huyên hít sâu một hơi, lần nữa cảm nhận được sự bần cùng của chính mình. Vì vậy Minh Huyên quyết định trong lúc bản thân vẫn còn được tiểu thái tử che chở và phủ nội vụ vẫn chưa dám đắc tội với nàng có thể không dùng đến bạc thì nhất định không dùng dù sao thì sau này nàng có thể không chỉ chịu trách nhiệm dưỡng lão cho chính mình mà còn phải nuôi thái tử thậm chí là con cái và thê thiếp của cậu bé chỉ nghĩ thôi đã thấy hít thở không thông chỉ hy vọng thái tử có thể không chịu thua kém đừng bị đối thủ tiêu diệt cùng lắm nàng chỉ nguyện ý nuôi một mình cậu bé thôi nếu nuôi nhiều người thì chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút nghĩ như vậy nàng lại cảm thấy hơi sót 10 lượng bạc mà mình đã ban thưởng. Sau sinh thần của Minh Huyên, ngày thứ ba chính là Tết Trung Thu. Vừa mới sáng sớm, nàng đã sai người đưa 10 hộp bánh Trung Thu ra khỏi cung, đồng thời viết một phong thư giạt rào tình cảm. Tỏ vẻ bản thân rất hài lòng với ngự trù trong cung, bánh Trung Thu này ngon đến mức nàng cảm thấy được ăn nó còn vui vẻ hơn cả việc trở thành thần tiên. Tại sao lại vui vẻ hơn cả chuyện trở thành thần tiên? Cát bố lạt tò mò hỏi. Triệu giai thị xem thư xong thì đỏ mắt cười nói, Tiết Trung Thu là thời gian ngắm trăng, nàng cảm thấy chính mình còn vui vẻ hơn cả hàng Nga tiên tử trên Nguyệt Cung, bởi vì nàng có bánh Trung Thu ăn. Cát bố lạt trầm mặc một lúc, sau đó khẽ thở dài một hơi, cho rằng ngày xưa mình đã không chăm sóc tốt cho nữ nhi, khiến nàng không được ăn bánh Trung Thu. Cho nên một khối bánh Trung Thu cũng khiến nàng vui vẻ như vậy. Triệu Giai Thị nhận lấy hộp bánh Trung Thu được phân cho mình, cẩn thận thưởng thức, khóe môi của bà khẽ cong lên. Đây đúng là mùi vị mà nữ nhi thích ăn, có thể lấy nhiều như vậy để chia cho mọi người, xem ra cuộc sống của nữ nhi ở trong cung cũng không tệ. Trung thu ở trong cung không tổ chức cung yến, Khang Hy chỉ phát một ít bánh trung thu và trái cây cho các cung. Sau đó đích thân dẫn nhi tử béo, bảo thanh A ca mới được đưa vào cung và ba vị công chúa đến bầu bạn trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu. Thứ này ngon quá, ở nạp lan phủ không có. Bảo Thanh không có hứng thú với bánh trung thu, nhưng chiếc bánh kem nho nhỏ mới xuất hiện trên bàn hôm nay lại hấp dẫn sự chú ý của cậu bé dẫn những mím môi, bình tĩnh nói, đây là bánh kem, là thứ phi nương nương, của Vĩnh Thọ Cung, làm cho cô. Bảo Thanh trừng mắt, bắt đầu ồn ào, tại sao không có ai làm cho ra, thật không công bằng. Bảo Thanh làm sao vậy? Khang Hy nghe thấy động tĩnh nên quay đầu lại hỏi. Bảo Thanh nắm chặt bánh kem trong tay khiến nó lập tức nát bấy, đỏ mắt nói, tại sao không có ai làm bánh kem cho con. Thứ Phi ở Vĩnh Thọ Cung là di mẫu thân sinh của Bảo Thành, đương nhiên sẽ đối xử với Bảo Thành tốt hơn một chút bảo thanh con cũng có di mẫu hơn nữa còn có rất nhiều khang hy mỉm cười nói dẫn nhưng đứng dậy đẩy bánh ngọt trước mặt mình đến trước mặt bảo thanh và nói của cô cho huynh ăn bảo thanh nhìn trước mặt thái tử đệ đệ không có cái nào trước mặt bản thân lại chất một đống cậu bé đưa tay cào cào đầu cơn giận lập tức tan biến cậu bé dự định khi về sẽ hỏi mấy di mẫu có đưa cái gì cho mình hay không dẫn nhưng thấy bảo thanh dùng bàn tay bóp nát bánh kem để cào đầu sau đó trên đầu trên mặt và trên người đều bẩn hề hề, cậu bé lập tức có chút không dám nhìn thẳng. Dẫn nhưng quay đầu đi thở dài, thầm cảm khái loại đầu óc này dù có ăn đường hay không thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Khang Hy rất hài lòng với khí độ và sự khắc chế của dẫn nhưng, bánh kem nho nhỏ kết hợp với nước trái cây chua chua ngọt ngọt và sữa, ngay cả mấy tiểu công chúa cũng cực kỳ yêu thích. Chỉ có thái tử cầm một khối bánh trung thu tinh tế thưởng thức, phong độ này, khí chất này, quả thật đã bỏ xa những hài tử khác tận mấy con phố. Minh Huyên đã chi một khoản lớn để thưởng cho công nhân của Vĩnh Thọ Cung, phát cho mỗi người một khối bánh Trung Thu. Sau đó kéo Sunny và O-Lan đi ngắm trăng uống rượu với mình. Mùi vị của rượu trái cây trong cung vừa thơm vừa tinh khiết. Minh Huyên cắn bánh Trung Thu, rồi lại uống ngụm một ngụm rượu. Tiếp đó kể chuyện thần thoại cho mọi người nghe. Làm thần tiên cũng chẳng có gì tốt. Quảng Hàng Cung vừa nghe tên đã thấy chẳng ra sao. Đây là lần đầu tiên O-Lan được ăn bánh Trung Thu, nàng ấy là cô nhi là võ tỷ được hách xa lý ra bồi dưỡng tạo thành. Sau khi đi theo chủ tử, nàng ấy mới có được những ngày tháng thư sướng như thế này, cho nên lúc nghe kể chuyện xưa đã nhịn không được nói. Minh Huyên cười hì hì, muốn nói trên mặt trăng rất gồ ghề lồi lõm, cái gì cũng không có, nhưng lại giải thích không thông tại sao bản thân lại biết như vậy. Nàng bèn cười nói, chúng ta vẫn nên làm phàm nhân thì tốt hơn, bởi vì thần tiên đều không ăn cơm. Thần tiên gì chứ, không phải bây giờ nô tỳ đang sống rất tốt sao? Nô tỳ cảm thấy đi theo chủ tử là tốt nhất, chủ tử có miếng ăn thì sẽ không quên bọn nô tỳ, còn có cuộc sống nào tốt hơn thế này nữa sao? Sunny cảm thấy gió có chút lạnh, vội vàng lấy áo choàng ở bên cạnh đắp lên người Minh Huyên, rồi nghiêm túc nói: "Minh Huyên cười mắng, nha đầu khờ nhà ngươi á, có thể làm thần tiên lại không muốn, chỉ muốn đi hầu hạ người khác, ngươi ngốc sao? Nếu để ta nói, có thể làm thì làm. Đừng mà, Di mẫu đừng làm thần tiên." minh huyên đang nói chuyện với xuân ni thì phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của thái tử nàng ngoái đầu nhìn lại và thấy nhóc con đang giơ hai tay lên hình như cậu bé muốn lén qua đây dọa nàng kết quả lại nhịn không được nói chuyện minh huyên thuận tay ôm cậu bé vào lòng cười nói sao hôm nay điện hạ lại tới đây trung thu nha sao thái tử có thể qua đây được dẫn như nắm lấy vạt áo của minh huyên nghiêm túc nói làm thần tiên không có đồ ăn ngon cũng không có cồn cồn còn không có không có bảo thành một chút cũng không tốt. Điện hạ nói rất đúng, làm thần tiên không tốt chút nào. Minh Huyên cảm thấy trước mắt có chút mông lung, cứ cảm thấy đôi mắt của thái tử ngập nước. Không ngờ rượu trái cây lại dễ say như vậy, nàng lập tức ôm giận nhưng và nói, không làm thần tiên, ta ở lại mặt đất với con có được không? Hai tai của giận nhưng đỏ bừng, cậu bé rụt rè gật đầu. Trước khi nói chuyện, giận nhưng chừng hai người xuân ni một cái, hai người vội vàng thu thập một chút rồi lui ra, không làm phiền bọn họ nói chuyện. Hoàng A Mã có, quốc sự phải bận rộn, bảo thanh huynh trưởng đi tìm Na Lạp Thứ Phi rồi. Ồ, nhớ di mẫu, dẫn nhưng dựa vào trong ngực Minh Huyên, nhẹ giọng giải thích nguyên nhân cậu bé đến đây. Trái tim của Minh Huyên khẽ run lên, nàng cảm thấy bản thân đã nghe nhầm, trong lòng mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cậu bé, sau này con lớn rồi, sinh ít hài tử thôi có được không, sinh nhiều quá di mẫu nuôi không nổi. Dẫn nhưng kinh ngạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của di mẫu, nghe nàng không ngừng lải nhải, nuôi hài tử rất tốn bạc dù ta có tiết kiệm lắm thì cũng không thể bảo đảm cuộc sống sau này của chúng ta sẽ tốt hơn hiện tại nếu như con sinh nhiều hài tử có khả năng ta thật sự nuôi không nổi nói mãi nói mãi minh huyên lại rót đầy một chén rượu trái cây nàng ôm giận nhưng và không ngừng thở dài trong miệng còn lẩm bẩm đã nói tiếng cung không được dính dáng đến thái tử rồi mà con nói đi sao con lại đáng yêu như vậy chứ sao lại khiến người ta yêu thích như vậy khiến người ta không thể buông bỏ được nếu con không tốt như vậy ta sẽ không cần phải bận tâm lo nghĩ nhiều thế này dù cô không phải là thái tử di mẫu cũng thích cô ư dẫn như nhìn ánh mắt mê ly của di mẫu dáng vẻ này giống như cung thân vương sau khi uống rượu với hoàng a mã vào lần trước uống say rồi thì bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lúc hoàng a mã nghe được lời nói đại nghịch bất đạo của thúc ta ngài đã nói một câu thế này rượu vào lời ra cho nên lúc này di mẫu đã say rồi sao nói say thì không đến mức đó nhưng quả thật đã uống hơi nhiều mấy lời nghẹn ở trong bụng bấy lâu nay đều tuôn hết ra ngoài minh huyên vừa nói vừa rót rượu cuối cùng say thật nàng hung hăng xoa đầu giận nhưng nhẹ giọng nói hai tử ngốc người mà ta thích là con liên quan gì đến chuyện con có phải là thái tử hay không chứ nhưng mà con không được nghĩ bậy đâu đấy con vừa sinh ra đã phải làm thái tử rồi từ xưa đến nay chẳng có mấy ai làm thái tử mà có được kết cục tốt cả phế thái tử càng là thảm kịch nhân gian sống không được bao lâu con phải sống cho thật tốt đấy dẫn nhưng chừng to hai mắt lần đầu tiên nghe người ta nói làm thái tử không phải là chuyện tốt nhưng nếu con sinh ra không phải là thái tử thì ta đâu cần phải nhọc lòng như lúc này minh huyên ôm chặt dẫn nhưng vào lòng nói với giọng bi tráng con đừng sợ kết quả tệ nhất chẳng qua là bị phế thôi mà không cần lo lắng ta sẽ ở bên cạnh con ta có vàng có thể nuôi con nếu muốn sống phú quý thì sinh ít hài tử và trồng nhiều cây vào trồng cây rất tốt nha tạo phúc cho đời sau giúp chắn gió và cố định cát ta muốn trồng cây, trồng cây cho cồn cồn, trồng cây cho giận nhưng, trồng cây, trồng một vườn cây ăn quả, một vườn cây ăn quả ăn mãi không hết. Ánh trăng à, may thật tròn, xuống đây cho tiểu thái tử nhà ta cắn một miếng có được không? Di mẫu say rồi. Dẫn nhưng rõ ràng nhận thức được nàng say thật rồi, chỉ là tại sao khi trồng cây lại xếp cậu bé đằng sau cồn cồn. Lúc nàng la hét muốn trồng cây, mấy nô tài xung quanh lập tức phát hiện không đúng và chạy tới. Minh Huyên vừa thấy Xuân Ni thì chớp mắt cười hì hì, Ni nha, ta buồn ngủ rồi. Sau đó gục đầu xuống ngủ mất, lúc ngủ còn ôm chặt giận nhưng không buông. Giận nhưng đã từ bỏ dãy ruộng rồi, cậu bé trực tiếp để người khác nâng di mẫu và mình đi nghỉ ngơi. Di mẫu không buông tay, cô sẽ, không chê di mẫu thối. Trước khi ngủ, giận nhưng còn nhìn về phía di mẫu đang ngủ say nhà mình, bĩu môi nói, sau đó chìm vào giấc ngủ. Lời mà di mẫu nói, cậu bé không muốn đi hỏi Hoàng A Mã. Di mẫu nói từ xưa đến nay, tức là trên sách sử có, cậu bé trưởng thành rồi, sẽ tự đi tìm sách đọc. Rượu trái cây chua chua ngọt ngọt, lại có thể khiến người ta say ngất. Minh Huyên ngơ luôn, thật sự ngơ luôn rồi. Có thế nào nàng cũng không ngờ được rượu trái cây có thể khiến nàng say đến mức đó. Mảnh ký ức sau cùng còn đọng lại trong đầu là nàng đã hét lên rằng hãy sinh ít hài tử và trồng nhiều cây. Minh Huyên mất mặt đến mức hận không thể ngủ mãi không dậy, như vậy thì không cần phải đối mặt nữa tại sao lại muốn trồng cây cho cồn cồn trước rồi mới trồng cây cho cô dẫn nhưng thấy di mẫu đã tỉnh với vẻ mặt biến hóa đa dạng cậu bé lập tức hỏi minh huyên quay đầu sang nhìn vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt tiểu tử béo giả ngu nói điện hạ con nói gì vậy ta ngay không hiểu sau khi cung thân vương say rượu tỉnh lại cũng nói câu này dẫn nhưng chớp mắt mấy cái duỗi tay sờ lên mặt minh huyên và nói sau này di mẫu uống say cô cũng muốn ở vị trí đầu tiên chuyện này sao có thể đảm bảo được chứ? Nhưng Minh Huyên cảm thấy mình có thể đảm bảo một chuyện khác, sau này ta sẽ không uống rượu nữa. Tiểu rượu di tình, di mẫu cứ uống đi, dẫn nhưng vẫy tay, nói với vẻ không thèm để ý. Dẫn nhưng nói xong lại nói tiếp, đừng uống trước mặt Hoàng A Mã, ít nói lời mê sảng. Minh Huyên dùng sức gật đầu, thấy thái tử không còn nhắc đến chuyện trước đó, nàng giả vờ đã quên, sau đó khắc ghi trong tâm khảm. Minh Huyên tự dặn lòng sau này khi uống rượu chỉ nếm một chút là được người có thân phận thấp bé như nàng vẫn nên ít phạm sai lầm mới tốt dẫn nhưng về sớm đi học cậu bé gặp khang hy đang đen mặt ở trước cửa càn thanh cung vừa gọi một tiếng hoàng a à mã đã bị khang hy cốc một cái lên đầu bản lĩnh lớn rồi vậy mà buổi tối không về ngủ khang hy nói với giọng điệu không tốt tối hôm qua sau khi giải quyết xong những sự tình quan trọng từ sớm quân vào thành trú đóng tại hương hóa thành công khiến trịnh kinh đầu hàng đối với bọn họ mà nói thì đây là chuyện tốt sau khi bàn bạc bố trí bước kế tiếp với triều thần suốt đêm, Khang Hy chuẩn bị quay về nói chuyện tâm tình với Nhi Tử một lúc. Nhưng hắn không ngờ Nhi Tử béo nói đến gặp Di Mẫu nói mấy câu lại đi mãi không thấy về, phái người qua đó nghe ngóng mới biết đèn đóm ở Vĩnh Thọ Cung đã tắt hết rồi. 15 tháng 8, không tiện triệu nữ nhân thị tẩm, Khang Hy phải ngủ một mình, cả đêm trần chọc không yên giấc. Trước kia cũng có những lúc không ôm Nhi Tử ngủ, nhưng là vì khi đó bận quá, cơ thể quá mệt mỏi, đầu vừa chạm vào gối đã ngủ say tối qua không có thân thể nóng hầm hập của nhi tử béo hắn cứ cảm thấy không quen bảo thành sai rồi dẫn như ngoan ngoãn nhận sai khang hy hừ lạnh một tiếng muốn nói với cậu bé có bản lĩnh thì đừng quay về nữa nhưng cứ cảm thấy câu nói này có chỗ nào đó là lạ khang hy thở dài cúi đầu hỏi tại sao không quay về di mẫu uống say ôm chặt bảo thành dẫn như mím môi biết chuyện này giấu không được nên giải thích thêm một câu di mẫu nhớ bảo thành không có ai ở bên cạnh nàng. Cho nên con cũng quên lão A Mã đã của mình luôn rồi. Vậy mà không phái người quay về nói một tiếng. Khang Hy nghe vậy thì càng giận hơn, nha đầu đó có người bên cạnh rồi, còn hắn thì sao? Thái tử mà hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn lại có thể quên mất người A Mã này. Hoàng A Mã, không già, không quên, quốc sự, không thể làm phiền, giận nhưng gấp gáp giải thích. Ai mà biết tối qua Hoàng A Mã sẽ xử lý quốc sự đến khi nào chứ? cậu bé chỉ không muốn ngủ một mình mà thôi. Hơn nữa, Di Mẫu lại cần cậu bé như vậy. Khang Hy giận lắm, kết quả chính là trong một tháng tiếp theo giận nhưng không thể bước chân ra khỏi Càn Thanh Cung dù chỉ một bước, bởi vì Hoàng A Mã đi đâu cũng dẫn cậu bé theo. Hơn nữa, cậu bé còn phải làm quen với tám thư đồng mới tới của mình, sư phụ dạy học còn không ngừng tăng thêm bài vở. Giận nhưng thật sự rất bận, bận đến tận khi tan học, vừa ngã đầu xuống đã ngủ thiếp đi. Dù thái tử có đến hay không thì Minh Huyên cũng không thấy cô đơn, hai tử phải đi học, còn có hoàng a mã của cậu bé ở bên nhìn chằm chằm, Minh Huyên không có gì phải lo lắng cả. Mỗi ngày ôm cồn cồn thoải mái tự tại biết bao, thời tiết mát mẻ thì hẹn Na bố Kỳ cách cách tới ăn lẩu, hoặc là nướng thịt. Lúc rảnh còn thuận tay vẽ cho tiểu thái tử mấy bức tranh, tránh trường hợp khi cậu bé muốn lại phải lao vào vẽ. Hà giống mà nàng gieo xuống đất đã đâm chồi không ít, nhưng rõ ràng là chúng không thích ứng được với loại thời tiết này bao gồm cả hạt sống cà chua, Minh Huyên chỉ đành nhổ hết. Cuối cùng chỉ còn lại chồi non của dâu tây và táo. Thật ra chồi non của hai loại cây trông giống hệt nhau, nhưng đã bị Minh Huyên hoán đổi, phủ rơm dạ lên, cũng không ai biết bên trong đã lớn lên thành cái dạng gì. Tỷ muốn thứ gì thì cứ tiêu tiền mua là được rồi, hà tất phải làm khổ chính mình như vậy. Na Bố Kỳ thấy Minh Huyên ngày nào cũng phải đi nhìn đống chồi non bé xíu đó, vừa ăn hạt lựu đã được cung nhân tách sẵn vừa vui vẻ nói. Minh Huyên đứng dậy, phủi đất trên tay, cười nói, có tiền cũng khó mua được niềm vui của ta. Được rồi, mấy ngày nay thời tiết hơi lạnh, chúng ta gọi món Phật nhảy tường đi. Món đó ngon lắm, chỉ là phải chuẩn bị trước mấy ngày. Na Bố Kỳ ngáp một cái, sau đó đề nghị. Minh Huyên lắc đầu, nói, vượt qua phân lệ của ta rồi, không cần. Tiêu bạc đi chứ, tỷ tích góp nhiều bạc như vậy để ấp trứng à. Na Bố Kỳ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Minh Huyên đi đến trước mặt nàng ta, nói thẳng, một tháng nay thái tử không đến phủ nội vụ đã không còn nhanh nhẹn giải quyết chuyện ta phân phó như trước nữa nếu bây giờ ta bắt đầu tiêu bạc mười mấy năm sau này biết phải làm thế nào na bố kỳ híp mắt lại ngẫm lại đúng là vậy thật xem ra lúc viết thư cho a ba phải tranh thủ kể khổ một chút mới được để ông ấy gửi cho nàng ta một ít vàng bữa này để bổn cách cách mời na bố kỳ tự giác lý giải nỗi khổ của minh huyên nghĩ đến trước kia từng nghe nói nàng không được người trong nhà chào đón nàng ta lập tức hào phóng nói có người mời khách, Minh Huyên lập tức gật đầu đồng ý ngay. Vì ngăn cản Thái tử không bước ra khỏi Càn Thanh Cung nên suốt một tháng nay Khang Hy cũng không cách nào sủng hạnh phi tần. Lúc này chính sự đã thuận lợi, hắn chợt có tâm tư muốn ra ngoài đi dạo. Vì thế để chuẩn bị cho những ngày mình không có ở trong cung, hắn lại đưa Nhi tử đến Vĩnh Thọ Cung. Hương vị nồng đậm của Phật nhảy tường không phải là giả, bạc của Na Bố Kỳ cách cách được sử dụng đúng chỗ. Ngự thiện phòng cũng không ăn bớt ăn xé nguyên vật liệu. Minh Huyên vốn dĩ cũng không đói như vậy nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn đã chờ không kịp nữa. Ngay cả Phật nhảy tường cũng ăn luôn rồi. Lúc Khang Hy đưa thái tử đến Vĩnh Thọ Cung thì ngửi được hương vị này, hắn híp mắt lại trào phúng, xem ra nhân gia cũng không nhớ con lắm đâu. Thái tử của chấm à. Không phải di mẫu, nàng sẽ không xài bạc của mình đâu. Dẫn như nhẹ giọng nói. Khang Hy hất cầm lên, ý bảo Lương Cửu Công đi thăm dò một chút. Kết quả nghe nói Na Bố Kỳ cách cách cũng có mặt. Hôm nay là Na Bố Kỳ cách cách gọi món. Bảo Thành à, chấm còn có chút chuyện, đi trước đây. Đối với Khang Hy mà nói, có thể ít gặp Na Bố Kỳ cách cách lần nào hai lần đó, hắn cũng không rảnh lo chuyện khác, trực tiếp rời đi. Dẫn như nghiêng đầu nhìn dáng vẻ gần như chạy chối chết của Hoàng A Mã, bỗng cảm thấy hình tượng cao lớn của Hoàng A Mã trong lòng mình không khỏi thấp xuống hai phân, thì ra Hoàng A Mã cũng có thứ mà mình sợ à. Phật nhảy tường, đúng như tên gọi của nó, ngay cả Phật tổ cũng không thể nhịn được, phàm nhân như mình huyên sao có thể kìm lòng trước nó. Sau khi ăn hết một bát, nhịn không được đỏ mắt, ngon như vậy, nếu sau này không được ăn nữa thì phải làm sao bây giờ? Tỷ sao vậy? Ngoài Phật nhảy tường, thổ hào Na Bố Kỳ còn gọi thêm mấy món cứng nữa, đang ăn rất hàng hái. Vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy hai mắt Minh Huyên đỏ hoe, nàng ta bèn hỏi, lại nhớ đến thái tử cừu con của tỷ à? Minh Huyên vừa định phản bác làm sao có thể, nhưng ánh mắt giống như nhìn thấy nhóc con. Nàng lắc đầu, lúc này đang là thời gian lên lớp của thái tử mà, Minh Huyên thở dài nói, nhớ rồi, cách cách nhìn đi, ta còn bị ảo giác nữa này, vậy mà cảm thấy thái tử đến đây thăm ta. Không phải ảo giác, dẫn như nghe được lời này thì trực tiếp chạy tới lôi kéo Minh Huyên, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, vòng tay ôm eo nàng và nói, cô đến thăm gì mẫu rồi, đừng khóc. Minh Huyên chớp mắt mấy cái, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn, vậy mà nhóc con thật sự đến rồi, không khỏi vội hỏi, sao lại đến vào giờ này, ngài không lên lớp sao không phải là trốn tiết đấy chứ, nhưng cậu bé cũng không dám à. Nếu thái tử vì gặp mình mà trốn tiết, Khang Hy sẽ hận chết nàng luôn. Hôm nay được nghỉ ngơi nửa ngày, dẫn như nhón mũi chân lên lau nước mắt cho Minh Huyên, mở miệng giải thích, Hoàng A mã ra ngoài rồi, lệnh cho cô đến đây ở mấy ngày. Ồ, oh, không phải trốn tiết thì tốt, Minh Huyên ôm giận nhưng đặt ngồi trên đùi mình, múc cho cậu bé một bát canh, rồi nói, hôm nay chúng ta có lộc ăn, ăn đi. Phật nhảy tường rất ngon, Trước đây giận nhưng cũng từng được ăn, nhưng khi làm ổ trong lòng di mẫu, cậu bé cảm thấy món này còn ngon hơn gấp bội. Na Bố Kỳ ngồi ở đối diện nhìn dáng vẻ thân mật ngươi một miếng ta một miếng của Minh Huyên và giận nhưng. Nàng ta yêu thương đặt bát xuống, than thở, tỉ nói xem, bao giờ hoàng thượng mới chịu ngủ với ta đây, ta cũng muốn sinh một đứa bé rồi. Minh Huyên bị sặc, nàng vội đặt thái tử sang một bên, che hai tai của cậu bé lại, ho một lúc rồi mới nói, tỉ muội à, ngươi rụt xe một chút đi, ở đây còn có hài tử này. Cô biết, Hoàng A Mã ngủ với, cách cách, sẽ có, đệ đệ. Dẫn nhưng có thể nghe hiểu một số từ ngữ mông cổ đơn giản, Hoàng thượng, ngủ, đứa bé, cậu bé tỏ vẻ mình rất hiểu chuyện này. Từ trước đến giờ Hoàng A Mã chưa bao giờ che giấu cậu bé về sự khác biệt giữa nam và nữ. Minh Huyên thả tay ra, xoay mặt thái tử lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu bé, nghiêm túc nói, đây là chuyện mà sau này trưởng thành ngài mới có thể suy xét, Phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nói, đã hiểu chưa? Dẫn nhưng chớp mắt mấy cái, sau đó ử một tiếng. Na bố kỳ thở dài, nhìn Minh Huyền nói, tỷ thật sự giống như một lão a à ma vậy. Tỷ tỷ năm nay 17, cái gì mà lão với không lão chứ? Đừng có nói bậy. Minh Huyền trực tiếp phản bác, nàng vẫn còn là một nụ hoa đấy, nghe không lọt tai chữ lão. Di mẫu rất xinh đẹp, không hề già. Dẫn nhưng vội vàng nói, cậu bé nghe hiểu. Minh Huyên lại ôm cậu bé vào lòng, tiếp tục vừa ăn vừa nói, ngài ở chung với mấy thư đồng đó có vui không? Dẫn nhưng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, gật đầu rồi lại lắc đầu, nói, có người thì được, có người lại không được, cứ thích khóc, cô không thích. Có lẽ tiểu hài từ lần đầu xa nhà đều là như vậy. Không phải ai cũng thông tuệ và hiểu chuyện như điện hạ ngài đâu. Minh Huyên trực tiếp nói, nàng nghe nói đứa nhỏ nhất mới có 5 tuổi, nhỏ như vậy đã phải xa nhà, có thể không khóc sao. Cô không thích khóc, Hoàng A Mã nói, nước mắt là thứ vô dụng. Dẫn như nghiêm túc nói. Minh Huyên thử cơ đút cho cậu bé một mớ rau và nói, đây là rau do chúng ta trồng đấy, ăn ngon lắm. Nhìn dáng vẻ nhíu mày ăn rau xanh và củ cải đỏ của cậu bé, Minh Huyên cảm thấy đây mới là dáng vẻ mà tiểu hài tử nên có. Nào lập tức thoải mái cười lớn và nói, khóc không có nghĩa là mềm yếu, mày vẫn là hài tử, muốn khóc thì khóc thôi, không sao cả. Dẫn nhưng biết gì mẫu lại trêu chọc mình, tuy rằng rau xanh trong miệng không ngon, nhưng cậu bé vẫn nuốt xuống cũng ăn cà rốt mà minh huyên gắp cho mình cô không khóc sau khi dùng thiện xong na bố kỳ tìm cơ hội rời đi khi minh huyên và dẫn nhưng đang chơi đùa với cồn cồn dẫn nhưng lại nói hoàng a mã đã nói rằng hài tử có thể khóc thái tử không thể khóc cậu bé là thái tử cậu bé sẽ không khóc nếu thỉnh thoảng khống chế không được cũng sẽ không khóc trước mặt người ngoài và đương nhiên di mẫu không phải là người ngoài minh huyên dắt tay cậu bé không muốn tiếp tục vấn đề này, chỉ là duỗi tay gãi gãi khắp người cậu bé. Tiểu thái tử là một hài tử mẫn cảm toàn thân, chỉ một lát đã bị chọc cho cười khanh khách. Cậu bé tránh né không kịp bèn duỗi tay ra gãi lại Minh Huyên. Hai người đùa giỡn làm loạn thành một đoàn, khiến cho Khang Hy, người vừa nghe tin Na Bố Kỳ cách cách đã rời khỏi nên vội đến dặn dò dẫn nhưng một số chuyện, phải dừng lại ngoài cửa. Tiếng cười của hài tử và nữ nhân đặc biệt dễ nghe. Đi thôi, Khang Hy dừng chân lại, nghĩ rằng mình chỉ ra ngoài mấy ngày, cứ để thái tử thoải mái hai ngày vậy. Trước khi Khang Hy rời đi, trong cung lại thay đổi một đám thị vệ, trong đó có không ít người là công huân đệ tử. Minh Huyên cũng lăng máng nghe thấy, đệ đệ của nữ hỗ lộc Thứ Phi và đệ đệ của Thứ Phi Đông Gia cũng là một trong số đó, còn nghe nói đệ đệ của nữ hỗ lộc Thứ Phi trông rất tuần tú. Mấy thị vệ vừa tuấn tú vừa có thân phận cao quý, lại còn nhận được thánh sủng khiến cho không ít cung nữ trong cung xuân tâm nhộn nhạo, bàn tán xôn xao. Minh Huyên không có bao nhiêu hứng thú đối với mấy tiểu thị vệ tuấn tú, đều là một đám hài tử lông tóc còn chưa mọc đủ, có gì đẹp mắt đâu. Nhưng lại không ngăn nổi yêu thích của Na Bố Kỳ, nàng ta một hai đòi Minh Huyên phải đi theo mình cho bằng được. Không đi, đã là thứ phi rồi, còn đi nhìn nam tử khác, cách cách cho rằng mạng ta quá dài hả, Minh Huyên quả quyết cự tuyệt. Mục tiêu sau này của nàng là sống đến 99 tuổi, ít đi một năm cũng không được, nàng không muốn tự tìm đường chết khi bản thân còn đang ở độ tuổi phong hoa chính mậu. Na Bố Kỳ bất mãn nói, có nghiêm trọng như vậy không? Đối với ta là có Minh Huyên nói thẳng Nàng luôn rất rõ ràng về vị trí của mình Không có nam nhân nào muốn nữ nhân của mình Để ý đến những nam nhân khác Mặc kệ hắn có yêu nữ nhân đó hay không Chưa kể người nam nhân này còn là hoàng đế Mặc dù rất nhiều người không quá coi trọng các quy tắc Nhưng Minh Huyên luôn dùng các quy tắc của riêng mình Để ước thúc bản thân Bây giờ đã có hài tử đáng yêu như tiểu thái tử ở bên cạnh Minh Huyên thật sự muốn cứ tiếp tục vui vẻ qua ngày như vậy Na bố kỳ rậm rậm chân, thấy thật sự không khuyên được Minh Huyên bèn quay người rời đi. Minh Huyên vốn còn muốn gọi nàng ta lại khuyên một chút, với thân phận bây giờ của nàng ta, tốt nhất là nên biết tự khắc chế. Nhưng nàng gọi mà Na Bố Kỳ không nghe, chỉ có thể phái người đến từ Ninh Cung truyền tin cho Tô Ma Ma Ma. Sau khi Tô Ma 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 biết tin, bà lập tức tìm cơ hội nhốt Na Bố Kỳ ở từ Ninh Cung hai ngày. Nhưng không ngờ, hai ngày sau, Na Bố Kỳ lại bước vào Vĩnh Thọ Cung với khuôn mặt hồng hào, nói với vẻ không thể tin được, hắn thật là anh Tuấn, khi giận lên cứ như châu được phát điên vậy vừa đen vừa cường tráng nhân chư có nghĩa là người lợn tương truyền năm sau mùa đông hán huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn như ý còn nhỏ không thể dậy sớm thái hậu nghe tin như ý ở một mình bèn sai người mang thuốc độc đến cho như ý uống lúc mờ sáng huệ đế trở về thì như ý đã chết sau khi như ý chết lữ thái hậu mới ra tay trả thù thích phu nhân thái hậu sai người chặt chân tay thích phu nhân rồi móc mắt đốt tai cho uống thuốc thành cầm. Sau đó thái hậu sai để thích phu nhân ở trong nhà xí, gọi đó là nhân trư. Trong lúc nhất thời, Minh Huyên có chút không hiểu đây là ca ngợi hay là chê bai, nàng cảm thấy mình cần phải định nghĩa lại mấy từ ngữ này một lần nữa. Cách cách đã gặp ai vậy? Minh Huyên có chút khó khăn hỏi. Na Bố Kỳ lắc đầu, buồn bã nói, ta không biết, ta chỉ thấy hắn đánh nhau với người khác, rất có khí thế, ta cảm thấy nếu ở bên cạnh hắn sẽ rất thú vị. Hơn nữa, hắn cường tráng như vậy, bị ta quất mấy roi chắc là không sao đâu nhỉ đánh nhau với hắn nhất định rất đã ghiền minh huyên không hiểu lắm về thẩm mỹ và yêu thích của vị cô nương này nàng cảm thấy tam quan đã chịu phải đà kích trầm trọng cho dù nhiều năm qua nàng đã gặp phải rất nhiều chuyện phá hủy tam quan của mình nhưng cái loại tìm người để đánh nhau như này lại là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vì thế nàng chỉ đành nín lặng na bố kỳ thở dài nói với giọng điệu có chút thương cảm sao ta lại bị hoàng thượng biểu ca nhìn chúng cơ chứ tỷ nói đi Ngài ấy thấy ta lúc nhỏ trắng trắng mềm mềm liền yêu thích Sau đó lập tức đáp ứng cặp hôn sự này Bây giờ ta trưởng thành rồi thì ngài ấy lại không muốn nữa Ta muốn sinh hài tử nhưng ngài ấy cũng không chịu ngủ với ta Minh Huyên lặng lẽ bưng chén trà ở bên cạnh lên uống cạn một hơi để đè áp khiếp sợ trong lòng Nàng vẫn còn là một bé cưng, Không thích hợp để nghe mấy chuyện ngủ nghỉ này nọ Nếu như không bị Hoàng thượng biểu ca nhìn chúng Ta đâu đến nỗi phải khó xử như bây giờ Không thể cưỡi ngựa Không thể quất roi ngay cả đánh nhau cũng không có ai muốn đánh với ta ngay cả ăn cơm cũng phải tiết chế nhưng kết quả thì sao na bố kỳ dùng hai tay chống má tức giận nói ngài ấy đã hối hận rồi ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ với ta không ngủ với ta thì làm sao ta có thể sinh cô nương được na bố kỳ hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu của mình có gì quá phận cọc hôn sự này cũng không phải do nàng ta đòi hỏi nàng ta đã ngoan ngoãn nhập cung rồi kết quả nhân gia lại không chịu ngủ với nàng ta đây là có ý gì minh huyên nhìn cô nương trước mắt với vẻ mặt đồng cảm sâu sắc ở trong cung nghĩ không thông mặc kệ có phải là người trông cậy vào thánh ân để sống qua ngày hay không nhưng hễ người đó nghĩ không thông cuộc sống đều không quá tốt lành cách cách không biết hắn là ai à nhưng một người có thể kiêu ngạo như vậy ở trong cung chứng tỏ thân phận không thấp thị vệ trong cung nếu không phải đã đính hôn thì cũng đã thành thân dù cách cách không phải là phi tần của hoàng thượng thì cũng không có hy vọng gì đâu minh huyên dứt khoát nói thẳng với mong muốn có thể đánh tan sự xúc động trong lòng nàng ta Phần lớn người thời đại này đều thành thân sớm, nếu không phải năm đó vị tỷ tỷ làm hoàng hậu của nàng đi sớm quá, e là nàng đã sớm xuất giá thành thân rồi. Cho nên từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm chân ái ở thời đại này, thân thể còn chưa thành thục đã phải đối diện với kết hôn sinh con. Nàng thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận mấy nha hoàn vừa xinh đẹp vừa có dã tâm mà đích ngạch nương ban thưởng, không phải là vì củng cố sự sủng ái, mà là muốn bảo vệ chính mình. Thậm chí từ mấy năm trước đã ấp ủ suy nghĩ có nên giả bệnh hay không, cho tới khi sinh hài tử lại vờ tái phát lần hai. Thị vệ trong cung được chia làm hai loại, một loại là công huân đệ tử, một loại là những người được tuyển chọn vì có tài cán thật sự. Như người có thể đánh nhau với người khác ở trong cung mà không hề cố kỵ thì thân phận của người này nhất định không tầm thường. Không có hy vọng thì không có hy vọng. A tỷ của ta gả đi ba lần, như lần sau còn không tốt bằng lần trước. Ta chỉ cảm thấy hắn không giống với những người khác, lại không phải muốn làm gì đó. Na bố kỳ buồn bực nói nàng ta biết thứ mà mình coi trọng chính là sự hung hăng càn quấy và không chịu câu thúc của người nam nhân đó. Cùng với thân thể cường tráng của hắn, khiến nàng nhớ đến những tháng ngày còn sống trên thảo nguyên, chính nàng cũng từng tùy ý như vậy. Minh Huyên nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ của nàng ta cũng không giống với nhất kiến trung tình, xem ra vẫn còn bổ cứu được. Thật ra nàng rất thích na bố kỳ, nàng ta nói chuyện thẳng thắng không vòng vo, thích chính là thích, ghét chính là ghét, sống tùy ý và cũng cực kỳ dẻo dai. Ít ai có thể nhanh chóng khôi phục sức sống và sống rạng rỡ như ánh mặt trời như vậy sau khi trải qua quá trình đốc thúc giảm cân tàn khốc của Thái Hoàng Thái Hậu. Không khó để tưởng tượng, nếu còn ở trên thảo nguyên mà Na Bố Kỳ yêu tha thiết, nàng ta sẽ còn tùy ý và vui sướng cỡ nào. Nhưng, nàng ta đã được định sẵn là nữ nhân của Hoàng đế, vì thế hết thảy tự do đều vô duyên với nàng ta. Na Bố Kỳ dùng hai tay nâng cằm, than thở, ở trong cung buồn chán quá, Hoàng thượng biểu ca chậm chạp không cho ta danh phận mỗi lần đông giai thị thấy ta đều ngửa mặt trông lên mặt mũi đắc ý gọi ta là khoa nhĩ thấm cách cách ta cảm thấy đầu óc của nàng ta chẳng thông minh gì cả khoa nhĩ thấm cách cách ở trong cung có phải chỉ có mỗi mình ta đâu hèn chi thái hoàng thái hậu và hoàng thượng đều không thích nàng ta cho lắm đông giai thứ phi quả thật không giỏi giao tiếp minh huyên cười ha hả nói đông giai thị là biểu muội thanh mai trúc mã cùng lớn lên với khang hy nghe nói nàng ta yêu khang hy sâu đậm có sâu đậm hay không thì minh huyên không biết dù sao nàng cũng chưa từng thấy khung cảnh khang hy ở chung với nữ nhân khác không có tài liệu để so sánh nhưng mọi người vẫn biết đông giai thị ở trong cung độc lai độc vãng không tiếp nhận bất cứ sự nương tựa nào nghe nói ô nhã thị đã trở thành nữ nhân của hoàng thượng rồi nhưng hôm nay vẫn bị nàng ta xem như cung nữ mà đối đãi đến tối còn phải ngủ chung giường lớn với các cung nữ khác cảnh ngộ của ô nhã thị nhận được sự đồng tình của rất nhiều người trong cung dẫn đến đánh giá của mọi người về đông giai thị không quá tốt minh huyền nhún vai những nữ nhân này đều là kẻ mạnh ai đúng ai sai còn có thể phân định được rõ ràng ư cứ nghe cho vui là được chớ có tham dự hay đánh giá chuyện duy nhất có thể khẳng định đó là khang hy chính là bánh trái thơm ngon ai dính vào sẽ chọc phải một đám người ghen tị nhìn chằm chằm không giỏi giao tiếp mấy người thật là nói chuyện thì nói chuyện cứ thích giấu tới giấu lui tỷ cứ dứt khoát nói là nàng ta không thích nữ nhân khác không phải được rồi sao na bố kỳ lắc đầu nói thẳng minh huyên nhìn tiểu cô nương buồn bã ỉu xìu trước mắt có chút đồng tình sờ lên bím tóc nhỏ của nàng ta không biết nên khuyên thế nào chỉ có thể sai người rót cho nàng ta một ly trà sữa để nàng ta chậm rãi nguôi ngoài sao ta lại xui xẻo như vậy chứ mỗi lần nghĩ đến đây na bố kỳ lại nhớ đến ngày trước nàng ta muốn túm lấy bản thân của khi đó nghe nói là vừa trắng nõn vừa ngu xuẩn để đánh một trận không có chuyện gì lại tò mò với kinh thành làm gì cách cách nô tỳ nghe ngóng được rồi Na Bố Kỳ đang còn đau đớn tưởng niệm thì nha hoàng đến từ mông cổ của nàng ta bước vào, hưng phấn nói, thị vệ lúc nãy tên là Đông Giai Long Khoa Đa, là biểu đệ của hoàng thượng, đệ đệ của Đông Giai Thứ Phi. Chén trà trong tay Minh Huyên chợt nghiêng đi, nước trà trực tiếp đổ hết lên người, Long Khoa Đa. Đây là ánh mắt kiểu gì vậy? Lúc Na Bố Kỳ nghe thấy đối phương tên là Long Khoa Đa, nàng ta cũng rất kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, hắn trông không giống Đông Giai Thứ Phi một chút nào a à? hắn anh Tuấn như vậy có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu minh huyên đã không còn sức để phản bác nữa lúc nàng về phòng thay y phục na bố kỳ đã ôm hết thịt khô và điểm tâm trên bàn của minh huyên rời đi vị công tử trong nhà đông giai thứ phi đã thành thân chưa cô nương bị biến thành nhân trệ đó vẫn tốt chứ lưu ma ma đột nhiên mở miệng nói đã đính thân rồi đông giai công tử đã đính thân với tuệ tỷ nhi của nhị phòng lão gia trong tộc từ khi còn bé đông giai phúc tấn và nhị lão gia là huynh muội ruột thịt dòng chính nếu không thì cọc hôn sự này cũng không rơi xuống trên người tuệ tỷ nhi năm đó hoàng thượng còn nói với hoàng hậu đây là một cửa hôn sự tốt cơ mà nhị phòng lão gia minh huyên mơ hồ nhớ ra đó là một tay ăn chơi phóng đãng không kiềm chế yêu tự do và chỉ thích mỹ nữ bởi vì quá mức phóng đãng cho nên a à, mã tiện nghi của nàng không thích qua lại với hắn ta hai phủ tiếp xúc không nhiều lắm nên nàng cũng chưa từng nhìn thấy vị tộc muội này chỉ nghe nói đó là một vị cô nương hiếu thắng thường hay quản nhị phòng lão gia và thiếp thị của hắn ta được đánh giá rất tốt sẽ không phải là vị chính thất bị tiểu thiếp sát hại trong truyền thuyết đó chứ bây giờ nghe nói bà mẫu vẫn là thân cô cô lại có thể trơ mắt nhìn cháu gái ngoại của mình bị hại chết như vậy ư minh huyên lắc đầu trong lòng có chút hoảng hốt nàng không muốn lo chuyện bao đồng chuyện hôn sự của tuệ tỷ nhi cũng không phải do nàng quyết định hơn nữa khang hy đã mở miệng vàng lời ngọc rồi nhưng rõ ràng biết nàng ấy sẽ chết hơn nữa còn chết một cách thê thảm và tràn đầy khuất nhục như vậy trong lòng nàng không tránh khỏi có chút xúc động. Minh Huyên quyết định trở về sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở tác ngạch đồ một chút, nhờ ông ước thúc nhị lão ra, đưa cho cô nương sắp xuất giá trong nhà thêm hai võ tỷ để phòng thân. Minh Huyên vừa xoa đầu vừa nghe Lưu Ma Ma khen ngợi cửa hôn sự này hết lời, nàng thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Ít nhất, Khang Hy không phải là người chỉ biết yêu đương, hắn sẽ không sủng hạnh một phi tần đến mức khiến nàng ta trở nên kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên phi tần trong cung cũng không dám trắng trợn làm việc ác. Na Bố Kỳ nhìn chúng Long Khoa Đa, Minh Huyên khuyên hai câu rồi cũng không nói nhiều nữa. Có Thái Hoàng Thái Hậu và Tô Ma Lật Cô ở đó, không đến lượt nàng nói ra nói vào. Minh Huyên hiểu rất rõ vị trí của chính mình, có một số chuyện nàng không thể quản được, dù sao kiếp trước nàng cũng không sống ở bờ biển nha. Có lòng lo nhiều chuyện bao đồng như vậy, còn không bằng quan tâm tiểu thái tử nhiều chút. Bởi vì có thể lập tức nhận được hồi báo của đối phương, cảm giác thành tựu tràn đầy. Khang Hy không có ở trong cung, mỗi ngày giận nhưng đều nghiêm túc đọc sách, nhưng sau khi tan học thì lập tức chạy đến Vĩnh Thọ cùng. Lúc không có ai, cậu bé sẽ phàn nàn với Minh Huyên về mấy đứa thư đồng và các sư phụ dạy học của mình. Việc dùng bánh kem để xã giao rất thành công, loại điểm tâm mới mẻ này khiến cho mấy hài tử tiến cung làm thư đồng yêu thích không thôi. Thái tử cũng không phải là người khó sống chung, ngược lại, ngài ấy còn rất giỏi giao tiếp, không hề khủng bố như người lớn trong nhà đã nói. Vào thời gian nghỉ trưa, thái tử còn chơi đùa với mọi người một lúc mỗi ngày đều nỗ lực đọc sách cũng không có thư đồng bởi vậy mà bị đánh không bị đánh thái tử lại không khó ở chung qua một khoảng thời gian mấy thư đồng cũng dần dần buông lỏng một chút cũng vì thế nên bên ngoài đánh giá dẫn nhưng khá tốt nhưng lúc riêng tư dẫn nhưng sẽ nói thật với minh huyên rằng cậu bé không thích một vài người trong số đó rõ ràng học giỏi hơn cậu bé nhưng lại giả vờ không bằng cậu bé cậu bé cảm thấy bọn họ không thành thật cô ba tuổi bọn họ sáu tuổi thậm chí là tám tuổi nếu là thật yếu hơn cô cô sẽ tức giận nhưng biết lại giả vờ không biết cô cũng tức giận dẫn nhưng luôn là một hài tử có thể biểu đạt rõ ý nghĩ của chính mình đặc biệt là hai người mà cửu công đưa đến hình như bọn họ không phải đến để đọc sách mà đến để dành làm công việc của thái giám minh huyên xoa đầu cậu bé cười nói ngài là thái tử bọn họ hoặc là người lớn ở phía sau bọn họ sẽ sợ hãi sợ hãi dẫn như lại không hiểu không phải cậu bé đã hòa ái lắm rồi sao việc này không liên quan đến thái độ của điện hạ ngài có người trời sinh đã hay suy nghĩ nhiều điện hạ không cần phải quan tâm đến chuyện đó các sư phụ chỉ căn cứ vào tiến độ học tập của điện hạ để giảng dạy điện hạ cứ học tập cho tốt là được thư đồng có thể hòa hợp thì hòa hợp thật sự không hòa hợp được thì cũng không cần miễn cưỡng điện hạ là thái tử bây giờ còn nhỏ nhiệm vụ chủ yếu là đọc sách học bản lĩnh không phải là kết giao bằng hữu minh huyên mở miệng an ủi thái tử dường như không cần bằng hữu thổ lộ tâm tình đâu nhỉ cô đã biết hoàng a mã nói trên đời này không có người nào có thể khiến cô ủy khuất dẫn như nhanh trí nói hoàng a mã cũng từng nói rằng nếu ở chung không tốt thì sẽ đổi người khác cho cậu bé nhưng cậu bé cho rằng lúc này mình vẫn có thể chịu đựng được không người nào có thể khiến ngài ủy khuất là lời nói thật nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài nhà minh huyên ngẫm một lúc lại nói thói quen sinh hoạt của mỗi người đều không giống với yêu cầu và nhận thức của chính mình điện hạ đừng vội vàng phủ định một người người có thể vào cung đều đã được tuyển chọn kỹ càng điện hạ phải nghiên cứu bọn họ kiểm soát bọn họ để bọn họ chân chính trở thành người mà chỉ điện hạ mới có thể sử dụng được chuyện này cần phải có thời gian ngài có thể hỏi hoàng thượng cai quản cấp dưới chính là chuyện mà ngài ấy giỏi nhất thư đồng chính là đội quân dự bị tự nhiên của thái tử tương lai những người này sẽ được mặc nhận là cùng một phe với thái tử có thể không thích nhưng không thể vội vàng chối bỏ bọn họ Minh Huyên không muốn tham dự vào cuộc diện động tâm kỳ cục này của Na Bố Kỳ chút nào, nhưng người có thể nói chuyện với Na Bố Kỳ ở trong cung thật sự quá ít. Nàng ta thỉnh thoảng sẽ đến đây chia sẻ với Minh Huyên về những hành động vĩ đại của Long Khoa Đa. Hôm trước ở ngự tiền khiêu chiến ba người, kết quả đều đánh thắng. Minh Huyên cảm thấy hắn ta thắng là vì thân phận, nhưng nàng không nói ra. Hôm qua dân dạy một tiểu cung nữ mỉm cười với hắn ta, mắng đối phương dấp tâm bất lương. Minh Huyên lại cảm thấy không chừng nhân ra chỉ là trời sinh có khuôn mặt cười, người nam nhân này thật là tự luyến, nhưng nàng vẫn không hé răng như cũ. Hôm nay lại nói hắn ta tranh chấp với đông giai thứ phi, hình như là vì cảm thấy tỉ tỉ nhà mình ức hiếp cung nhân quá đáng. Cung nhân, người nào, ô nhã thị, vẫn không bình luận như cũ, có ai biết tình huống thật sự như thế nào đâu. Bây giờ ta cảm thấy ô nhã thị này rất có bản lĩnh, hai ngày trước tổ phụ của nàng ta còn vì đưa sai bữa ăn hàng ngày nên bị đông giai thứ phi gian dạy, tạm thời bị cách chức về nhà. Kết quả hôm nay chuyện nàng ta bị ức hiếp lại có thể truyền ra ngoài. Na Bố Kỳ lắc đầu cảm thán, nếu là ta, cứ quất cho mấy roi, đoán chừng sẽ thành thật ngay thôi, đông dai thứ phi ngốc quá. Ngươi lại có thể cảm thấy người khác ngốc, có lẽ là ánh mắt của Minh Huyên biểu hiện quá rõ ràng, Na Bố Kỳ vội phản bác ngay, ta rất thông minh nha, tỷ đừng có xem thường ta. Lúc Na Bố Kỳ nói chuyện với Minh Huyên đều dùng tiếng Mông Cổ, trong mắt nàng ta, gần đây thân thể của lão thái thái biết tiếng Mông Cổ bên cạnh tiểu thái tử không được khỏe không còn kè kè bên cạnh cậu bé nữa cho nên tiểu thái tử đang tô màu ở bên cạnh sẽ nghe không hiểu những gì nàng ta đang nói cho nên mới nói chuyện không hề kiêng nể gì như vậy nhưng dẫn như lại cố tình nghe hiểu một lần hai lần cộng thêm trí nhớ tốt trong chương trình học cũng có dạy tiếng mông cổ dẫn như lập tức hiểu rõ cậu bé không thích na bố kỳ cách cách cứ đến đây hấp dẫn sự chú ý của di mẫu cho nên cậu bé đã lập tức mách lẻo với khang hy ngay khi hắn vừa mới hồi cung nếu là nữ nhân bên cạnh mình thì có lẽ khang hy sẽ tức giận nhưng là na bố kỳ cách cách hắn vui còn không kịp ấy chứ hắn liền lưu ý sau khi âm thầm điều tra và biết thái tử nói không sai hắn lập tức đến tìm thái hoàng thái hậu thương lượng không hề bận tâm biểu đệ mà mình tin sủng có thừa có nguyện ý đổi một phúc tấn khác hay không khang hy dùng vị trí phúc tấn của một nhi tử làm vật đánh đổi thành công khiến thái hoàng thái hậu phản chiến tiếp theo chính là phải làm thế nào để thu xếp ổn thỏa cho hách xa lý thị đáng thương dù sao cũng là không duyên cớ bị người ta đoạt mất việc hôn sự nên đưa vào cung hay là hạ lệnh gả cho người khác nhỉ? dù sao cũng cần phải quan tâm đến mặt mũi của Hách Xá Lý gia. Tiến cung, Khang Hy là người đầu tiên phủ quyết phương án này. Hiện tại trong cung đã có một Hách Xá Lý thị, không cần phải có thêm một người thứ hai. Nếu lại có thêm một cô nương của Hách Xá Lý gia tiến cung, việc đó chỉ khiến sự ủng hộ của mẫu tộc dành cho Thái tử bị chia nhỏ ra, và đó không phải là kết quả mà Khang Hy muốn thấy. Mặc dù trên người Minh Huyên có rất nhiều tật xấu, nhưng nể mặt phần tâm ý của nàng dành cho Thái tử cộng thêm nhận thức tỉnh táo, cho nên trước mắt Khang Hy vẫn vô cùng hài lòng về Minh Huyên. Vì vậy chỉ có thể là tứ hôn, đệ tử trong tông thất không hề ít, chờ xử lý chuyện của Na Bố Kỳ cách cách xong, tự nhiên có thể chọn được một người phù hợp, chỉ là phải tìm lý do để tứ hôn cho hai người này mà không khiến người khác cảm thấy mình đang ném nổi. Khang Hy không nói chuyện này cho nhiều người biết mà chỉ để Tào Dân giúp đỡ xử lý. Biện pháp của Tào Dân chính là để cho hai người đó có tiếp xúc dưới hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Vì vậy, khi Long Khoa Đa vào cung đã gần nửa tháng, khi một người luôn kiêu ngạo như hắn ta đang răn dạy một quản sự của phủ nội vụ vì đối phương không đủ cung kính với tỷ tỷ nhà mình. Một roi vụt xuống khiến đối phương sợ hãi đến mức lăn quay ra đất, dọa sợ cung nữ ở bên cạnh. Cung nữ quá mức hoảng loạn đã lui về phía sau mấy bước. Ai ngờ lại đụng chúng na bố kỳ cách cách vừa hay đi ngang qua khiến nàng ngã nhào vào người Long Khoa Đa. Khang Hy và Đông Giai Thị vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, hiện trường nhất thời vô cùng hỗn loạn. Bổn cách cách phải gả cho hoàng thượng đấy, ngươi dám sờ ta sau khi na bố kỳ bị đụng chúng phản ứng vô cùng nhanh nhạy trực tiếp hung hăng ném ra một cái tát thấy vẫn chưa đủ còn muốn tay đấm chân đá long khoa đa cũng không phải là người biết cam chịu ủy khuất làm sao hắn biết được bà điên đột nhiên bổ nhào vào ngực mình là ai chứ long khoa đa thình lình bị đánh nên có chút ngơ ngác nhưng lúc cách cách mông cổ muốn đánh tiếp thì hắn lập tức trả đòn hai người lập tức xông lên ẩu đả nhau ngay trước mặt khang hy và đông giai thị khang hy tức khắc há to miệng nhìn trang cảnh trước mắt với vẻ mặt không thể tin nổi chỉ tay vào hai người bọn họ nói này 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 còn ra thể thống gì nữa long khoa đa dừng tay mau dừng tay lại đông giai thứ phi cũng vô cùng khẩn trương chỉ hận không thể ngất đi ngay lập tức liên tục hô quát dừng lại lúc long khoa đa nghe thấy thanh âm của tỷ tỷ đã muốn dừng tay lại ngặt nỗi nữ nhân điên này không cho hắn ta cơ hội đó cứ nhắm vào chỗ đau của hắn mà đánh long khoa đa cảm thấy bản thân đã đủ ủy khuất lắm rồi hắn ta còn chưa sử dụng toàn lực đâu. sạch một tiếng, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh. Long khoa đa vô tình kéo rách y phục của Na bố kỳ. chuyện này phát sinh ngay dưới mí mắt của Khang Hy và Đông Giai Thị. sự ngăn cản của Đông Giai Thị hoàn toàn không có tác dụng. chuyện đã đi đến tình trạng không thể nào vãn hồi được nữa. Na bố kỳ lần nữa tát cho Long khoa đa một cú tát thật vang dội vào bên mặt còn lại và hét lên: đang đồ tử, đang đồ tử, có nghĩa là háo sắc tương truyền đăng đồ tử báo với sở vương rằng tống ngọc là một mỹ nam rất có tài ăn nói nhưng lại háo sắc cho nên tuyệt đối không được để cho tống ngọc đến hậu cung nghe được những lời ấy tống ngọc đã phản kích tống ngọc đến trước sở vương xin sở vương làm chứng nhân phán xử xem thử ai mới là kẻ háo sắc tống ngọc nói rằng mỹ nữ trong thiên hạ không đâu đẹp bằng gái nước sở mỹ nữ nước sở không đâu đẹp bằng gái ở quê thần mỹ nữ ở quê thần không đâu đẹp bằng cô gái ở cách vách nhà thần Cô gái cách vách nhà thần nếu thêm một phân thì quá cao, nếu bớt một phân thì quá thấp, thoa phấn vào thì trắng quá, thoa son vào thì đỏ quá. Chân mày như lông chim cao vút, da như tuyết trắng, eo thon, răng trắng. gia nhân tuyệt đại như thế lại trèo tường nhìn thần suốt ba năm, thế mà thần không hề động tâm, như vậy lẽ nào lại cho thần là kẻ háo sắc? Ngược lại, đăng đồ tử chẳng ra gì. Đăng đồ tử có vợ xấu, vợ ông ta đầu bù tóc rối, hai tay dị dạng, môi cong ra ngoài, hàm răng cao thấp không đều bước đi tập tễnh lại thêm lưng gù toàn thân đầy gẻ chốc đăng đồ tử rất thích bà ta cùng với bà ta sinh năm người con đại vương xem chỉ cần là cô gái là đăng đồ tử thích ngay cho nên ông ta háo sắc hơn thần sau đó ôm mặt khóc lóc chạy đi hết chú thích khang hy trợn tròn đôi mắt hẹp dài nhìn na bố kỳ lao vút đi có chút nghĩ mà sợ cùng với may mắn quả nhiên là một con cọp mẹ nhanh nhẹn và dũng mãnh bảo nàng đụng vào người nhân ra chứ không bảo nàng tự thêm đất diễn như vậy à không thấy mặt của biểu đệ đã sưng rồi ư không phải nói là thích biểu đệ sao đây mà là thích á khang hy tự cảm thấy mình không thể nhìn thẳng vào hai chữ này được nữa đông giai thị cũng bị biến cố trước mắt khiến cho kinh hoàng không thôi nàng ta bước tới cuộn nắm tay lại nện lên người đệ đệ nhà mình vừa nện vừa khóc bảo đệ đánh trả này đánh trả này sao đệ lại ngơ người ra vậy long khoa đa há miệng muốn giải thích nhưng thấy vẻ mặt khó xử của hoàng đế biểu ca và dáng vẻ khóc sắp ngất của tỷ tỷ nhà mình cộng thêm cả người đau đớn hắn ta chỉ cảm thấy hình như nhân sinh của mình sắp xảy ra biến đổi cực lớn hậu quả của trận náo loạn này rất đáng sợ kể từ lúc long khoa đa động thủ đã định sẵn hắn không còn quyền nói chuyện và năng lực phản kháng trước chuyện này đông gia nhất tộc chịu không nổi lửa giận của khoa nhĩ thấm na bố kỳ cách cách vừa khóc vừa níu y phục chạy về từ ninh cung thái hoàng thái hậu nổi giận lôi đình ngay cả hoàng thái hậu trước giờ mặc kệ chuyện hậu cung cũng đứng ra trách hỏi long khoa đa chỉ có thể nhận tội mặc kệ hắn ta đã đính hôn hay chưa đông giai ra Gia đều phải cho khoa nhĩ thấm thái hoàng thái hậu na bố kỳ cách cách và hoàng thượng một cái công đạo lúc long khoa đa đích thân đến xin lỗi mặc dù phải chịu công kích dã man của na bố kỳ cách cách và bị đánh thêm một trận nữa nhưng may là nàng ta đã chịu ngồi ngoài cuối cùng chuyện hôn sự đã được định xuống sau một vài tranh cãi tào thị vệ quả nhiên là nhân tài sau khi nghe na bố kỳ kể lại chi tiết minh huyên lập tức trố mắt há mồm na bố kỳ nói với vẻ đắc ý vẫn là bản cách cách lợi hại chẳng qua thật là thoải mái à từ lúc tiến cung đến nay đã hơn nửa năm mấy ngày gần đây mới là khoảng thời gian thoải mái nhất minh huyên chưa bao giờ nghĩ rằng na bố kỳ lại có cơ hội thoát khỏi hoàng cung nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng ta nàng có chút trầm mặc ta rất xin lỗi tộc muội của tỷ những thứ này là đồ ta bồi thường cho nàng ấy nếu sau này nàng ấy gặp phải chuyện gì ta đều có thể giúp đỡ hai mắt na bố kỳ sáng lấp lánh bên trong đong đầy ánh sáng hy vọng minh huyên không biết na bố kỳ thoát khỏi hoàng cung và chuyển đến một cái hố khác sẽ sống như thế nào sau này sống ở trong kinh tốt hơn hết cô nên giữ mối quan hệ tốt với thái hoàng thái hậu dù sao thái hoàng thái hậu cũng lớn tuổi minh huyên nhìn nàng ta nhẹ giọng dặn dò na bố kỳ nhếch miệng cười ôm chầm lấy minh huyên và nói cảm ơn tỷ bằng hữu của ta tỷ sẽ không biết mình có bao nhiêu vĩ đại đâu bởi vì có tỷ cho nên ta mới có thể chống đỡ tới lúc này minh huyên có chút mơ hồ chính mình lại có thể trở thành sự tồn tại vĩ đại trong miệng người khác ư nàng đã làm gì vậy na bố kỳ không nhiều lời chỉ cực kỳ trịnh trọng đưa con dao găm nạm ngọc cho minh huyên và nói bằng hữu của ta xin đừng từ chối tình hữu nghị của ta minh huyên cầm lấy con dao găm nặng trình trịch cất giọng dặn dò long khoa đa thật sự không phải là người tốt cách cách cẩn thận một chút không khác lắm Đối với ta mà nói, có thể rời khỏi hoàng cung chính là tự do, dù gả cho người nào, ta đều sẽ sống tốt. Đối phương tốt hay xấu, có thể cưỡi ngựa, có thể ăn thịt, đều là chuyện tốt. Na Bố Kỳ không hề để ý nói. Nàng ta thích Long Khoa Đa, thích sức sống rồi rào trên người hắn ta, thích dáng vẻ sau khi bị mình đánh còn dám đến khiêu khích của hắn ta. Nàng ta cảm thấy có lỗi với nữ hài nhi suýt chút nữa đã trở thành phúc tấn của Long Khoa Đa, nhưng sẽ không ái náy nàng ta cũng biết rõ mình chưa chắc đã là sự lựa chọn mà đối phương mong muốn nhưng người thì phải vì chính mình mà suy nghĩ nàng ta chỉ muốn sống cuộc sống thuộc về chính mình về phần long khoa đa thích ai ai thèm quan tâm chứ nàng ta chỉ muốn con người của hắn ta và thân phận phúc tấn của hắn ta mà thôi sau khi tiễn na bố kỳ đang có tâm trạng vui sướng đi minh huyên nhìn số vàng mà nàng ta để lại cho tuệ tỷ nhi bỗng cảm thấy mừng thay cho tuệ tỷ nhi minh huyên lập tức gọi tác ngạch đồ đến để ông đưa số vàng mà na bố kỳ để lại cho tuệ tỷ nhi thêm trang nói thật lòng nàng không tin tưởng tộc thúc nhị phòng lắm một cặp hôn sự tốt đẹp bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn dù là tác ngạch đồ không có bao nhiêu tình cảm với tuệ tỷ nhi cũng cảm thấy đáng tiếc dù sao đông gia nhất tộc cũng chiếm một vị trí không hề tầm thường trong lòng hoàng thượng hai tộc có thể tiếp tục liên hôn chính là chuyện tốt nhưng tiếc nuối cũng không được long khoa đa đã trêu chọc khoa nhĩ thấm cách cách chuyện này có thể kết thúc bằng một phương thức đầy đủ thể diện như vậy chứng tỏ hoàng thượng đã rất yêu đãi với đông gia nhất tộc rồi tuệ tỷ nhi tuổi còn nhỏ còn có thể ở lại trong nhà hai năm sau này ta nhất định sẽ để con bé gả đi một cách phong quang sẽ không để người khác coi thường hách xa lý ra chúng ta trong chuyện này hách xa lý ra không có sự lựa chọn nào khác tác ngạch đồ hiểu rõ nói cũng không có chuyện đính hôn tuệ tỷ nhi lớn lên thông minh lanh lợi cô cô của nàng rất thích nên mới chiếu cố một hai cho nên mới có tin đồn thất thiệt như vậy. Lời giải thích mà tác ngạch đồ đưa ra rất có sức nặng, dù là đông giai thị hay nhị phòng đều phải tiếp nhận, sau khi mọi người cùng thống nhất đối ngoại, chuyện này coi như đã kết thúc. Sau khi tộc thúc của nhị phòng nhận được bạc xin lỗi của muội muội nhà mình xong, hắn ta vẫn thân cận với cháu ngoại trai Long Khoa Đa của mình như cũ. Sau khi khóc lóc một trận, tuệ tỷ nhi cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân của nàng mất sớm, phụ thân lại có bộ dạng đó, kế mẫu nhu nhược, cô mẫu lại nhất quán lợi hại. Chợt nghĩ đến chuyện hoang đường mà mình từng thấy lúc trước, A Mã dẫn biểu ca đi dạo hẻm nhỏ, chuyện bây giờ như vậy, cũng tốt nhỉ. Một vở kịch khôi hài cứ yên lặng kết thúc như vậy, Na Bố Kỳ cao hứng phấn khởi trở về Mông Cổ đợi gà, trước khi đi còn tìm cơ hội đánh nhau với Long Khoa Đa một trận. Sau khi trải qua chuyện lần này, hành vi của Long Khoa Đa đã thu liễm hơn khi ở trong cung, bây giờ hắn ta chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng, qua thật lâu vẫn chưa thể phấn chấn trở lại vì khiến biểu muội đang có tâm trạng không tốt vui hơn khang hy mượn chuyện đưa sai đồ ăn trước đây trực tiếp cách chức tổ phụ của ô nhã thị để điều tra vì tội danh bất kính với cung phi sau khi việc này xảy ra người trong cùng đều biết khang hy rất quan tâm đến đông giai già đông giai thị lập tức trở nên nổi bật có một không hai ở hậu cung ngay cả nữ hỗ lộc thị đang mang thai cũng không thể không tránh đi mũi nhọn hết lần này tới lần khác khang hy lại hạ chỉ ngay lúc này hạ chỉ cho triệu đới gia thị quách la lạc thị ô lạp nạp lạc thị những nữ tử sẽ nhập cung vào tháng 2 năm sau vào cung làm bạn già. Thật nhiều đệ đệ, dẫn như nghe nói lại có rất nhiều nữ nhân nhập cung, phản ứng đầu tiên chính là thốt ra một câu này. Minh Huyên cốc đầu cậu bé, chính mình cũng không nhịn được bật cười. Lại có nữ tử nhập cung, bầu không khí trong cung nhất thời có chút khẩn trương. Tình hình trong cung lúc này chính là, những thứ phi có thể gặp mặt Khang Hy đều liều mạng lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hắn, 18 ngón thủ đoạn không ngừng biến hóa khiến Minh Huyên hoa cả mắt ai ngờ khang hy còn ngại chuyện chưa đủ loạn lại có thể sủng hạnh cung nữ vạn lưu cáp thị bên cạnh nữ hỗ lộc thị vạn lưu cáp thị lúc đầu minh huyên còn không biết người này là ai sau đó được lưu ma ma phổ cập tri thức mới biết vạn lưu cáp thị và ô nhã thị là hai gia tộc đã nhiều đời giao hảo vạn lưu cáp thị xuất thân từ thượng tam kỳ tân giả khố phần lớn gia tộc thống lĩnh tân giả khố cũng có tộc nhân làm việc ở ngự thiện phòng nhưng không ngờ vạn lưu cáp thị nhận sủng ái chưa được mấy ngày ô nhã thị lại đắc sủng lần nữa nhưng khác biệt với dĩ vãng đó là lần này nàng ta đã có phòng ở riêng và cung nhân hầu hạ chính thức gia nhập vào hàng ngũ hậu cung ngay cả minh huyên cũng cho rằng đông giai thị sẽ không bỏ qua cho ô nhã thị sẽ khiến nàng ta đẹp mặt nhưng chuyện đã vượt ra ngoài dự đoán thừa càn cung rất yên bình chưa từng truyền ra tin tức đông giai thứ phi tra tấn ô nhã thị đã phản bội một lần tức sẽ có lần thứ thứ hai ô nhã thị thật sự cho rằng biểu ca sủng ái nàng ta ư còn không phải là nhìn vào việc nhà nàng ta đã cung cấp nhược điểm của người khác Đông Giai Thị bình tĩnh khác thường, chào phúng nói. Đại cung nữ ngô đồng ngồi xổm xuống trước mặt Đông Giai Thị, nhẹ nhàng đấm chân cho nàng ta, cảm khái nói, cũng không biết sau khi vạn lưu cáp thị biết được chuyện này, liệu có thể. Không thể, chớ phá hỏng bố cục của biểu ca. Đông Giai Thị không thích những nữ nhân được Khang Hy nhìn bằng con mắt khác, chứ không phải là những nữ nhân bị hắn coi như quân cờ. Bây giờ đã biết nguyên nhân ô nhã thị được sủng ái, nàng ta cũng không còn bận tâm như trước nữa. Ngô Đồng nhếch miệng chào phúng, nhưng thật ra tiện nghi cho nàng ta rồi không ngại nàng ta sẽ chẳng bừa bãi được bao lâu đâu hoàng thượng cần một người như vậy ở hậu cung người đó là ai không quan trọng không phải ô nhã thị thì sẽ là người khác đông giai thị nhìn chuyện này khá thoáng quay đầu lại hỏi lưu ý chỗ đại công chúa một chút lần trước hoàng thượng đến cứ rụt rè sợ hãi một chút dáng vẻ của công chúa cũng không có thật khiến ta mất mặt đã dạy dỗ rồi ạ à, là ma ma lúc trước không tốt quen thói gây khó dễ cho chủ tử bây giờ đã có chủ tử làm chỗ dựa, đại công chúa tự nhiên có thể khiến hoàng thượng yêu thích. Ngô Đồng vội vàng trả lời. Không còn truyền ra tin đông giai thứ phi làm khó ô nhã thị nữa khiến mọi người rất tò mò. Ô nhã thị dùng thân phận cung nữ thành công chen được vào hàng ngũ đại quân tranh sủng trong hậu cung, khiến cho việc tranh sủng vốn đã kịch liệt lại càng kịch liệt hơn. Bây giờ trong cung phi tần đều tự mình quản lý, ai cũng là thứ phi, kể cả nữ hỗ lộc thị và đông giai thị được hưởng đãi ngộ như phi tử thì trên danh phận vẫn là thứ phi, minh huyên cũng vậy vì vậy những việc có thể quản lý cũng chỉ là những việc trong cung của mình bên ngoài gọi tỉ tỉ muội muội vô cùng thân mật nhưng thực tế không ai dám vượt thân phận so với cảnh nhân cung đóng chặt cửa thì thừa càn cung chốc chốc lại có tin tức truyền ra đông giai thị sắp tức chết rồi nhưng nàng ta lại không thể bịt hết mồm đám nô tài trong cung sau khi xử lý hai lần vẫn xảy ra tình trạng như cũ thì liền truyền ra tin nàng ta rất hà khắc đông giai thị không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng hoàng thượng đến một cái thừa càn cung nho nhỏ mình cũng không quản lý được nàng ta liền bắt đầu khống chế việc ra vào của cung nhân trong thừa càn cung. Chỉ cần đi ra ngoài, cho dù là truyền thiện hay lấy thiện cũng đều phải lĩnh lệnh bài. Cũng khống chế được việc trong cung truyền ra ngoài. Tháng 10 cảnh tinh trung đầu hàng lần nữa, tâm trạng khang hy rất tốt. Hắn cũng có tâm tư đi hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc, hỏi han ân cần của nữ nhân trong hậu cung. Mỗi ngày Minh Huyên đều nghe được tin hôm nay Khang Hy dạo ngự hoa viên với ai, hôm sau triệu ai bồi giá. Tóm lại mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức lan truyền. Minh Huyên cắn hạt dưa nghe tiểu thái giám thao thao bất tuyệt, vô cùng vui vẻ. Thận của Khang Hy tốt thật, Minh Huyên vừa cắn hạt dưa vừa cảm khái trong lòng. Càng nghĩ đầu óc càng lệch hướng, có phải mình nên bảo thái y điều dưỡng thân thể cho mình không? Dù sao hoàng đế ngày ngày hoan ca mà rất nhiều năm sau vẫn sinh được con, có thể thấy được sự bác đại tinh thâm của trung y của đất nước Trung Hoa. Bây giờ mình đang ở trong hoàng cung, có thiên thời địa lợi, có hoàn cảnh trị liệu tốt nhất đương thời, sao không cẩn thận điều dưỡng chứ? không điều dưỡng sao có thể sống được đến năm 99 tuổi đây. Mỗi tháng hai lần bắt mạch đã không thể nào thỏa mãn được Minh Huyền nữa rồi. Nàng tính toán thời gian lúc Thái Y đến bắt mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu thì mình cũng qua ké. Vì vậy một tháng hai lần bắt mạch liền biến thành một tháng bốn lần. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Na Bố Kỳ hay cười đùa ẩm ý đã đi rồi, bà đột nhiên cảm thấy hơi quạnh quẽ, cũng vui vẻ nói chuyện với người mình thích. Minh Huyên nghe bà kể lại chuyện trước đây, nghe bà nhắc lại chuyện vui vẻ hồi nhỏ đi vắt sữa dê trên thảo nguyên nàng cười phụ họa thậm chí còn nhắc đến chuyện cồn cồn vì một miếng táo mà lăn lộn làm trò với mình nhắc đến người giỏi nói hùa theo thì minh huyên thường xuyên khen giận nhưng nàng cũng nắm vững kỹ năng này kỹ năng này quả nhiên phát huy tác dụng rất tốt ở chỗ thái hoàng thái hậu thậm chí nàng còn hỏi bí quyết vắt sữa dê nàng nói sau này có cơ hội cùng bà về khoa nhĩ thấm cũng muốn thử một lần thái hoàng thái hậu nhìn khuôn mặt vui vẻ ngưỡng mộ của tiểu nha đầu bà cũng rất vui bà nói hết chẳng hề giấu giếm kể nhiều rồi sẽ nhắc đến chuyện năm 13 tuổi bà bị đưa đến Đại Kim. Nhắc đến chết chết cô cô, cáp nhật châu lạp tỷ tỷ. Thậm chí còn nhắc đến cả việc của nỗi nhĩ cáp xích. Minh Huyên thích nghe kể chuyện, thích xem thoại bản, đặc biệt là lúc đương sự kể chuyện của mình, nàng cảm thấy những chuyện ghi lại trong sách sử cũng thú vị hơn nhiều. Những chuyện kịch tính Thái Hoàng Thái Hậu trải qua khiến Minh Huyên nghe xong mà nhiệt huyết sôi trào. Nàng không thể nhịn được cứ rảnh rỗi lại chạy đến nghe kể chuyện, không chỉ vì mỗi việc cái thái y bắt mạch nữa rồi. Sau đó nàng âm thầm cảm khái, may mà bây giờ mình ở trong hậu cung của Khang Hy, so sánh ra thì chỉ số an toàn cao hơn nhiều, nếu không cảm giác sẽ giống như sống không nổi một tập phim. Thấy mình nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn đang nghe rất chăm chú, Thái hoàng thái hậu gõ gõ đầu Minh Huyên. Rốt cuộc thì bà cũng hiểu rõ rồi, nha đầu này quả thực chẳng có trí tiến thủ. Nhưng mà mỗi ngày nhìn nàng vui vẻ, tâm trạng của Thái hoàng thái hậu vẫn rất tốt. Bà chưa từng thân cận với vãn bối nào như vậy đến cả mấy nữ nhi cũng là kính trọng nhiều hơn yêu thương bà cũng không quá để tâm lúc minh huyên chẳng may lỡ miệng nói mấy lời không hợp quy củ trong cung đều nói hách xá lý thị ở vĩnh thọ cung quỷ kế đa đoan nhưng thái hoàng thái hậu chẳng hề nhìn ra chút tâm kế nào của nàng hình như trong đầu nàng chẳng hề có ý muốn tranh đấu mấy lần bà cảm khái với khang hy rằng nàng ngốc như vậy thế gian này hiếm có sau này phải bảo vệ nhiều hơn tránh để nữ nhân khác bắt nạt lần nào khang hy cũng đồng ý lúc sau liền cảm khái với lương cửu công hoàng mã ma già rồi mềm lòng hơn trước nha đầu kia sao có thể để người khác bắt nạt mình chứ lương cửu công cười ngốc cảm khái trong lòng sự may mắn của minh huyên mùa đông ở kinh thành vẫn luôn lạnh lẽo thời tiết ngày càng lạnh hơn đến cồn cồn cũng không thích ra khỏi phòng nữa nó nằm bò trên nệm chỗ gần chậu tha nhất chuyên tâm gặm cành lá cây trúc chẳng hề thấy ngon chút nào chỉ là thỉnh thoảng sẽ được cho một ít quả khô đỡ thèm chỉ có lúc nhìn thấy minh huyên mới chịu động đậy chạy đến trước mặt nàng tủi thân kêu hu hu minh huyên thường sẽ đau lòng mềm lòng mà trộm cho nó ăn một vài loại quả tươi mới minh huyên chưa từng thấy con gấu trúc nào thích ăn hoa quả hơn cả cây trúc đương nhiên loại quả nó thích vẫn nhất là quả táo nó sinh ra trong cung lớn lên ở trong cung thực ra nó đã không thể nào thích ứng với cuộc sống ngoài tự nhiên nữa nếu đã định nuôi nó thì minh huyên đương nhiên muốn cho nó ăn những thứ ngon nhất sau khi na bố kỳ xuất cung người vui vẻ nhất chính là giận nhưng cậu bé quả thực quá phấn khích nhưng rất nhanh sau đó cậu bé không còn vui vẻ như vậy nữa bởi vì di mẫu thực sự rất yêu cồn cồn cậu bé nhìn di mẫu lo lắng cồn cồn sống không được tốt trong mùa đông lo lắng cồn cồn ăn không ngon giận nhưng không nhịn được tức giận cậu bé luôn cảm thấy địa vị của mình trong lòng di mẫu đang vô cùng nguy hiểm ngươi không biết nói cả ngày chỉ biết ăn vì sao di mẫu lại thích người cậu bé trộm đưa theo tiểu thuận tử lẻn vào trong phòng của cồn cồn dẫn nhưng chỉ vào mặt cồn cồn tức giận hỏi. Trước mặt Minh Huyên, dẫn nhưng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, nhưng thực ra tiểu thái tử không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Nếu không phải đang được tiểu thái giám ôm thì dẫn nhưng chỉ muốn vươn tay kéo lông của cồn cồn để chút giận. Thả cô xuống, nó sẽ không tấn công con người. Nó là một phế vật, không túm được lông, dẫn nhưng tức giận nói. Cậu bé chưa từng thấy con gấu trúc nào tấn công con người. Kít một tiếng, hai tiếng, ba tiếng cái đệm dày cồn cồn đang nằm bị nó dùng móng vuốt cào thành từng miếng vải bông bay tán loạn tiểu thuận tử thấy vậy lập tức ôm giận nhưng lên chạy tiểu thái giám chuyên chăm sóc cồn cồn ở phòng bên cạnh nghe thấy liền vội vàng chạy sang cậu nhìn thấy tình cảnh như vậy liền tiến đến ôm một cái đuôi của cồn cồn tiểu thuận tử chạy vội ra khỏi phòng của cồn cồn cách xa phạm vi hoạt động của nó sau khi ra khỏi hàng rào cậu mềm oặt người ngồi bệt xuống đất nó đang khiêu khích cô dẫn nhưng đứng dậy từ trên người tiểu thuận tử đôi chân ngắn đang định chạy vào tiểu thuận tử liền vội vàng ôm lấy dẫn như đen mặt cắn răng nói cút ra nó dám khiêu khích cô dẫn nhưng nhớ rất rõ con gấu trúc này sau khi nghe thấy giọng nói của mình mới bắt đầu cào đệm đây là việc chưa từng xảy ra di mẫu vừa rồi còn khen nó ngoan di mẫu còn nói mấy cái đệm chuẩn bị cho nó đều không cần dùng đến nó nhất định nghe hiểu lời nói của mình nên mới dám khiêu khích thái tử ra à ngài đi vào làm gì nô tài không dám đánh con gấu trúc đấy đâu tiểu thuận tử sắp khóc rồi cậu thực sự hối hận không nên làm theo ý thái tử đưa thái tử đi vào dẫn nhưng thực sự rất tức giận nhưng tiểu thuận tử không cho cậu bé đi vào vừa hay minh huyên nghe thấy tiếng liền đi ra dẫn nhưng vùi đầu vào lòng minh huyên tức giận nói cồn cồn bắt nạt cô minh huyên cau mày trừng mắt nhìn tiểu thuận tử cồn cồn nó có ngoan ngoãn thế nào đi chăng nữa cũng không phải không hề có sức chiến đấu vì vậy nên nàng vẫn luôn không cho phép dẫn nhưng lại gần cồn cồn chỉ sợ cồn cồn không cẩn thận làm hại cậu bé mất cả mạng cũng có thể. Tiểu thuận tử quỳ trên đất cúi đầu không dám lên tiếng. Minh Huyên ôm giận nhưng vào lòng, nàng nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới mới xoa đầu cậu bé nghiêm khắc nói, không phải ta đã nói là không cho con đi vào sao. Giận nhưng trợn tròn mắt, cậu bé chưa từng thấy di mẫu hung dữ như vậy, cậu bé lập tức thấy rất đau lòng. Minh Huyên thực sự bị dọa sợ, mắt nàng nhìn thẳng vào mắt cậu bé nói, móng vuốt của cồn cồn rất sắc bén. Hàm răng của nó đến cả thứ cứng như cây trúc cũng cắn đứt được, nếu như không cẩn thận làm con bị thương thì phải làm sao? Dẫn nhưng cắn môi giải thích, cô không chạm đến nó. Quân tử bất lập vu nguy tường chi hạ, câu này có nghĩa gì? Con có hiểu không? Minh Huyên hỏi ngược lại. Dẫn nhưng nhỏ giọng đáp, cô, cô biết, một khi, một khi xảy ra, chuyện nguy hiểm, phải nhanh chóng, rời khỏi đó. Gặp phải việc gì, cũng cần phán đoán xem có, xem có nguy hiểm không, không được để mình, rơi vào hiểm cảnh. Nếu đã biết vì sao con còn đi vào, từ nhỏ con đã không tiếp xúc quá nhiều với nó, với cồn cồn con không phải người quen. Nó sẽ sợ hãi, hoảng hốt, nếu con khiêu khích nó sẽ làm con bị thương. Minh Huyên than thở, nàng ôm chặt tiểu thái tử sợ hãi nói, nếu con xảy ra chuyện thì ta phải sống thế nào đây? Sau khi nghe xong câu nói này sự tức giận của giận như liền tan biến hết, cậu bé ngoan ngoãn đáp, cô sai rồi. Minh Huyên thấy cậu bé đã biết nhận sai, đang định tính toán. Lúc này thái giám chuyên chăm sóc cồn cổn cầm tấm đệm bị cồn cồn cao nát đưa ra, mặt minh huyên lập tức trắng bệch nàng giơ tay lên đánh thật mạnh vào mông giận nhưng giận nhưng kinh ngạc há to miệng cậu bé chưa từng bị ai đánh đâu sau khi đánh xong minh huyên lại ôm cậu bé tức giận nói con con định dọa ta sợ chết khiếp à tiểu thuận tử thái tử còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện nhưng mà trước đây ta từng ra lệnh không được phép cho thái tử đi vào ngươi phạt ngươi mười gậy nửa năm bổng lộc ngươi đã biết tội chưa minh huyên ôm giận nhưng nhìn tiểu thuận tử quỳ dưới đất nàng quay đầu nghiêm khắc nói tiểu thuận tử vội vàng dập đầu nhận tội việc gì được làm việc gì không được làm ta tin là các ngươi hiểu rõ hơn ta an nguy của thái tử liên quan đến triều đình đến giang sơn xã tắc nếu ngươi to gan dám không tận tâm không cần hoàng thượng ta cũng sẽ không tha cho các ngươi minh huyên cắn răng nổi giận lần đầu tiên di mẫu nổi giận dẫn nhưng có thể cảm nhận được thân thể di mẫu đang run rẩy cậu bé vươn tay ôm lấy nàng nói đừng sợ cô không sao di mẫu đánh cậu bé là bởi vì quan tâm cậu bé biết nhìn di mẫu lo lắng như vậy cậu bé không hề tức giận chút nào mấy thư đồng đều nói rằng mình ở nhà từng bị ngạch nương đánh mỗi lần bọn họ làm việc gì đó có thể bị thương đều sẽ bị ngạch nương vừa khóc vừa đánh hôm nay di mẫu cũng vậy bởi vì di mẫu quan tâm mình lần đầu tiên trách phạt lại là người bên cạnh thái tử tâm trạng của minh huyên không được tốt lắm như nàng nhớ thái hoàng thái hậu từng kể tỷ tỷ của bà cáp nhật châu lạp cũng chính là hải lan châu nổi danh trong lịch sử bởi vì ban đầu quá yếu đuối khoan dung với nô tài mới dẫn đến một loạt chuyện đằng sau. Nàng cắn răng ôm giận nhưng đi vào đại điện không thèm nhìn tiểu thuận tử nữa, để đám người khác bên cạnh thái tử nhìn tiểu thuận tử bị đánh đi. Xuân chốc nữa ngươi bảo Ô Lan lén đưa cho tiểu thuận tử một hộp cao trị thương, cứ nói là thái tử đưa. Trở vào trong điện, dẫn nhưng lại ngoan ngoãn xin lỗi lần nữa, Minh Huyên ôm cậu bé ra lệnh cho Xuân Ni. Dẫn như nghiêng đầu nhìn Minh Huyên nói, cô hiểu, bởi vì cô, nên tiểu thuận tử mới bị phạt. Cô có lỗi, như lòng trung thành, không thể làm, lạnh lòng của trung thần, đúng không? Hoàng A Mã từng dạy cậu bé, sau khi cậu bé trách phạt nô tài của mình xong thì phải ban chút ân huệ để thu mua lòng người. Minh Huyên dùng sức xoa đầu nhỏ của cậu nhóc, chẳng mấy vui vẻ nói, cái gì con cũng biết mà sao hôm nay lại dám to gan như vậy, con muốn dọa ta sợ chết khiếp hả? Dẫn như nhìn Minh Huyên giải thích, cồn cồn chưa từng, hại ai cả, cô, sơ xuất rồi. Nếu biết như vậy cậu bé sẽ không đi vào. Con muốn xem cồn cồn, vút ve cồn cồn cũng được. Nhưng con phải gọi thêm người bảo vệ con, ta sẽ không tức giận. Nhưng tuyệt đối không được để mình tiểu thuận tử đi theo, cậu ta không có võ công, lúc gặp chuyện sẽ không bảo vệ được con. Minh Huyên thấy cậu bé biết lỗi rồi liền nói. Dẫn như nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy sự quan tâm của di mẫu, trong lòng lập tức thoải mái hơn. Bởi vì cậu bé tin rằng trong lòng di mẫu mình quan trọng hơn cồn cồn. Cồn cồn rất thông minh, nó có thể hiểu lời của cô khúc mắc trong lòng vơi bớt dẫn như lại bắt đầu khen cồn cồn với minh huyên minh huyên bĩu môi ta đã biết từ lâu rồi chỉ dựa vào sự thông minh lanh lợi lúc ăn táo lần nào nó cũng tránh được cung nhân minh huyên liền biết chỉ số thông minh của cồn cồn không hề thấp nhưng không biết có phải chủ nào vật nấy hay không mà cồn cồn hơi lười biếng cũng không thể nói là lười chỉ là không thích vận động mà thôi ngoài lúc nó ăn táo còn vui vẻ được một lúc còn những lúc khác chẳng hề động đậy mỗi ngày thái giám phải đẩy mãi nó mới chịu đi lại vài vòng. Dẫn nhưng cảm thấy rất thần kỳ, cậu bé chưa từng nghĩ rằng động vật có thể hiểu được lời nói của con người. Sau khi sự tức giận của Di Mẫu xoa dịu sự khiêu khích của cồn cồn thì dẫn nhưng lại hơi tán thưởng nó. Gấu trúc có tính uy hiếp nhất định, Khang Hy cũng biết. Trước nay Minh Huyên vẫn luôn bảo vệ dẫn nhưng chu đáo, lần này dẫn nhưng có thể tránh được Minh Huyên và cung nhân đi tìm cồn cồn, Khang Hy thực sự cũng bị dọa sợ. Hắn định đưa con gấu trúc này ra khỏi cung, nhưng lại bị giận nhưng ngăn cản. Di mẫu không có, sở thích nào khác, đưa cồn cồn đi, di mẫu sẽ, đau lòng. Cậu bé không thích sự quan tâm của Minh Huyên dành cho cồn cồn, nhưng Minh Huyên rất thích cồn cồn, dẫn nhưng kéo tay Khang Hy nói. Khang Hy buông tay cậu bé ra, nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội của Nhi Tử, hắn dằn lòng lại nghiêm khắc nói, ngâm toàn bài quân tử bất lập 120 lần, để nhớ cho kỹ. Dẫn nhưng đứng dậy, tay chắp sau lưng bắt đầu lắc đầu ngâm, mạnh tử viết, mặc phi mệnh giã, Phi chính mệnh giá Từng lần từng lần, Khang Hy nhìn cậu bé càng ngâm càng lưu loát, thời gian ngừng lại càng ngày càng ít. Dẫn Nhưng hơi mập mạp, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, bím tóc trên đầu cũng lắc lư, trông rất vui mắt. Khang Hy lo lắng cậu bé đứng không vững, nhưng hắn không nói gì chỉ im lặng lắng nghe. Tận đến khi ngâm xong 120 lần, Khang Hy khép mắt lại nói, giải thích giảng 120 lần. Thực ra Dẫn Nhưng đã đứng không nổi nữa, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoan giảng hết 120 lần. Khang Hy nhìn Nhi Tử, hắn không làm gì cả chỉ nhìn như vậy. Nhìn sắc mặt cậu bé trắng bệch, giọng nói ngày càng khàn, nhưng hắn không kêu dừng lại, đây là trừng phạt dành cho cậu bé. Dẫn như đọc xong, cổ họng bỏng rát, lương cửu công vội vàng dâng nước ấm lên. Tiểu thuận tử nếu đã bị phạt rồi thì lần này chấm tha cho nó. Lương cửu công, truyền khẩu dụ của chấm, cắt bổng lộc nửa năm của vĩnh thọ cung, cấm túc một tháng. Từ ngày hôm nay trong vòng nửa năm thức ăn của gấu trúc giảm một nửa, nhằm gian đe cảnh cáo. Hôm nay thái tử có thể tránh được nô tài của Vĩnh Thọ Cung là sự thất trách của nàng. Dẫn nhưng vừa nghe phải phạt di mẫu liền vội vàng cầu xin, di mẫu, di mẫu không biết là do Bảo Thành nghịch ngợm, Hoàng A Mã. Không được, Bảo Thành, làm sai thì phải chịu trừng phạt. Chấm còn phạt con trong vòng một tháng không được đến Vĩnh Thọ Cung. Bởi vì thái tử không sao nên Khang Hy mới nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, nhưng trừng phạt là điều tất yếu. Cũng bởi vì con gấu trúc kia rất yên phận, Minh Huyên lại tăng cường trông giữ gấu trúc, phái thêm người đến sau điện. Nàng còn phải uống canh an thần mới ngủ được, vì vậy hắn mới không truy cứu thêm. Dẫn nhưng buồn buồn cúi đầu, cậu bé chưa bao giờ quan tâm đến cách làm của mình có ảnh hưởng đến nô tài hay không. Bởi vì Hoàng A Mã từng nói, bọn họ sinh ra là để phục tùng mình, không cần hao tổn quá nhiều tâm trí trên người bọn họ. Vì vậy lúc di mẫu trách phạt tiểu thuận tử, cậu bé cảm thấy đây là điều tiểu thuận tử đáng bị. Nhưng bây giờ lại liên lụy đến cả di mẫu dẫn nhưng thực sự hối hận rồi khang hy vỗ vỗ sống lưng của nhi tử nhẹ giọng nói có một câu gì mẫu con nói rất đúng an nguy của con liên quan đến giang sơn xã tắc cho dù có nghịch ngợm cũng phải đảm bảo an nguy của mình mới đúng dạ dẫn nhưng hít hít mũi khang hy ôm dẫn nhưng lên xoa mông cậu bé đột nhiên hỏi đau không dẫn nhưng lắc đầu sau đó cảm thấy mới lạ nói thì ra đám mã nhĩ kỳ nói rất đúng bị đánh cũng có lúc thấy vui cậu bé vừa nói xong khang hy liền đánh một phát Chẳng vui vẻ gì nói, bây giờ vui không? Dẫn Nhưng kêu lên một tiếng, lực tay của Hoàng A Mã mạnh hơn Di Mẫu nhiều. Đương nhiên là đau nhưng dẫn Nhưng nhì Khang Hy trả lời, mặc dù đau, nhưng bảo Thành biết, Hoàng A Mã cũng là, vì tốt cho con. Nói xong dẫn Nhưng ôm cổ Khang Hy, không phạt, Di Mẫu, được không Hoàng A Mã. Khang Hy lắc đầu, vẫn không đồng ý. Dẫn Nhưng dựa vào người Khang Hy, cậu bé hơi buồn. Sau khi Khang Hy ban trừng phạt xuống, Minh Huyên thở phào nhẹ nhõm từ khi cồn cồn sinh ra đã được con người nuôi dưỡng. Bây giờ không thể nào thích ứng với cuộc sống ngoài tự nhiên. Vì vậy nó có thể ở lại thì không phải chuyện lớn nữa rồi. Phạt nửa năm bổng lộc thì chính là 100 lượng bạc, mặc dù Minh Huyền đau lòng nhưng cũng chỉ có thể nhị. Cấm túc một tháng chỉ là chuyện nhỏ, dù sao nàng cũng không thích ra ngoài. Còn cồn cồn lại bị giảm phân nửa phần ăn, Minh Huyên xoa đầu nó, nàng cảm thấy đau lòng thay cho nó, nó có lỗi gì chứ? Đối mặt với sự khiêu khích của một đứa trẻ, nó chỉ mài móng trên tấm đệm thôi, kết quả còn bị trách phạt. Nhất thời đau lòng nên nàng liền đút cho nó thêm hai quả táo để an ủi. Nhưng mà vẫn còn tốt chán, từ sau khi Vĩnh Thọ cung nuôi cồn cồn, Minh Huyên liền cho người chồng không ít cây trúc xung quanh bốn bức tường, trúc mọc rất nhanh. Theo đà lớn lên của cồn cồn, gần đây nó hoàn toàn đã có thể gặm thân cây trúc rồi, thức ăn chính không cần nhiều bánh mì và mang trúc tươi mới nữa. Trúc của Vĩnh Thọ cung cộng thêm một nửa bổng lộc của nội vụ phủ, sẽ không để nó đói. Cồn Côn chẳng hề biết mình suýt chút nữa đã bị đưa đi khỏi chiếc ổ thoải mái này, lúc nhìn thấy Minh Huyên liền ngoan ngoãn nằm bên cạnh nàng. Nhóc con thối, một cái mông lớn chìa ra trước mặt Minh Huyên, suýt chút nữa thì Minh Huyên bị nó đụng bay. Nhìn thấy Minh Huyên không ngồi mà nằm bò trên đất, Cồn Côn còn nghi hoặc quay đầu, trong mồm gặm cây trúc, giống như đang kinh ngạc hỏi, động vật hai chân, sao ngươi lại nằm bò ra vậy? Minh Huyên giờ khóc giờ cười đứng dậy dựa vào người nó, vuốt ve cái lưng đầy lông mềm mại nói, ngươi tưởng ngươi vẫn còn nhỏ hả? Bây giờ ngươi đã lớn rồi, là một đứa bé đã lớn, phải hiểu rõ thể hình của mình không giống người bình thường. Cồn cồn rất thích Minh Huyên vuốt ve nó, nó phát ra tiếng ư ử đầy thích thú, cọ người về phía Minh Huyên. Thấy nó đáng yêu như vậy, Minh Huyên còn có thể làm gì chứ? Tiếp tục trừ trụng thôi. Mặc dù đã giải trừ được nguy hiểm, nhưng Minh Huyên vẫn lập ra một quy định trong cung. Cho dù là thái tử hay là người khác đến Vĩnh Thọ Cung, bên cạnh lúc nào cũng phải có cung nhân đi theo đi đến hậu hoa viên xem cồn cồn, bắt buộc phải có ba công nhân trở lên đi cùng. Hơn nữa không có sự cho phép của mình, không ai được đi vào hàng rào. Minh Huyên chẳng hề để tâm đến việc bị cấm túc nhưng vào ngày thứ tư bị cấm túc đột nhiên nàng lại thấy hơi nhớ giận nhưng. Không có cậu bé, dâu tây được chuyển đến chồng trong bồn đã chín đỏ rồi. Trong nông trường của Minh Huyên có rất nhiều nên nàng chẳng hề thấy mới lạ. Như Xuân và o Lan chưa từng thấy loại quả này, ngày ngày nhìn ngắm. Đến tận ngày thứ 10 thì có rất nhiều quả đã chín đỏ rồi. Minh Huyên nhìn dâu tây đo đỏ liền hơi do dự. Nàng nhớ đến mình từng đồng ý với thái tử rằng dù nàng trồng quả gì thì đều sẽ đưa cho cậu bé thử đầu tiên, vẫn nên cho người đưa cả bồn qua thì hơn. Khang Hy chưa từng thấy dâu tây, nghe nói đây là một trong số những loại quả trồng ra được từ hạt giống bên Tây Dương đưa cho. Nhìn bên trên bồn cây xanh tốt kết đầy những quả lớn nhỏ không đều nhau liền cười nói, sức sống thật bền bỉ. Nói xong liền kêu tôn thái y đến thử độc. Tôn Thái Y nghiên cứu hai ngày, còn đích thân thử một quả, chắc chắn chỉ là một loại quả chua ngọt, giống loại quả dại ở nông thôn, nhưng mùi vị ngon hơn. Khang Hy ăn một quả cảm thấy mùi vị cũng được, sau đó hắn mới cho người đưa qua cho giận nhưng. Kế đến hắn cho người đến Vĩnh Thọ cùng lấy hai bồn đưa đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu. Tổng cộng chỉ chết ra có bốn bồn, kết quả một lúc liền mất ba bồn, Minh Huyên lập tức giơ ngón giữa về phía Cản Thanh Cung sau đó nàng vội vàng phân chia những quả dâu tây đã chín mọng với Xuân Ni và Ô Lan. Trên đầu có ông chủ đang nhìn, không có gì đáng tin cậy hơn việc đã ăn vào mồm. Quả dâu tây chín đỏ khiến cho nỗi nhớ của dẫn nhưng với di mẫu đạt đến đỉnh điểm, nhưng cậu bé biết Hoàng A Mã sẽ không thay đổi quyết định. Vì vậy cậu bé ngắt rất nhiều quả dâu tây đã chín đỏ mọng đưa cho ngự thiện phòng bảo làm một chiếc bánh kem đưa đến Vĩnh Thọ Cung. Bất chợt nhận được một chiếc bánh kem hai tầng khiến Minh Huyên rất cảm động đặc biệt lúc nhìn thấy bên trên có điểm suýt dâu tây nàng thực sự cảm thấy cậu nhóc quá chi kỷ nàng lập tức vẽ một bức nhét vào thư gửi cho cậu bé lúc giận như nhận được thư của di mẫu cậu bé rất vui mừng đây là lần đầu tiên cậu bé nhận được một bức thư mà không cần người khác đọc cho nghe đặc biệt là nhìn bên trên có vẽ cuộc sống thường ngày của một hình người giống như di mẫu biết di mẫu mỗi ngày ăn gì nhìn thấy toàn bộ quá trình dâu tây từ một hạt giống đến nảy mầm ra lá sau đó khai hoa kết quả dẫn như như bị kích thích cầm bút lên cậu muốn viết một bức thư hồi âm cho di mẫu cậu bé cũng có rất rất nhiều lời muốn nói với di mẫu nhưng mực rơi xuống theo đầu bút cậu bé mới phát hiện ra một vấn đề mình không biết viết chữ dẫn nhưng có thể nhận ra rất nhiều chữ lúc lên lớp sư phó nhiều lần khen ngợi cả lúc cậu bé tô màu cũng được hoàng a mã khen tô rất đẹp có một khoảng thời gian dẫn nhưng cảm thấy việc viết chữ là một việc rất đơn giản khác biệt chỉ là chữ đẹp hay chữ xấu mà thôi Cậu bé nghĩ rằng ban đầu có thể mình sẽ viết không được đẹp cho lắm, cần phải luyện tập, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không biết viết. Chỉ là sư phó nói rằng tuổi cậu vẫn còn bé, luyện chữ quá sớm sẽ tổn thương gân cốt. Vì vậy cậu bé vẫn luôn không biết rằng mình không biết viết chữ. Không biết viết chữ thì viết thư hồi âm cho di mẫu thế nào đây? Dẫn như ngây ngốc. Bất đắc dĩ, dẫn nhưng chỉ có thể ủy thác cho Hoàng A mã mình yêu thương nhất giúp mình viết thư. Viết thư, Khang Hy vốn không còn tức giận nữa, nhưng bây giờ tâm trạng hắn không được tốt lắm bức thư đầu tiên của nhi tử bảo bối của mình không phải nên viết cho mình sao được không hoàng a mã dẫn nhưng cầm giấy trông mong nhìn khang hy khang hy lắc lắc đầu cuối cùng vẫn không nỡ từ chối nhi tử sau đó dẫn nhưng bắt đầu vui vẻ nói nói hôm nay mình làm những việc gì ăn gì có những món nào ăn ngon để cử di mẫu cũng thử còn nói cả việc hôm nay cùng chơi trò chơi với thư đồng khang hy đầy ghen tị viết hết bức thư rồi cho người đưa đến vĩnh thọ cung Minh Huyên không ngờ được sẽ nhận được thư hồi âm, nàng nghi hoặc mở thư ra, sau đó liền ngây ngốc. Nàng chẳng nhận ra được chữ nào chỉ bởi vì Khang Hy viết thư theo thể chữ thảo. Chữ đẹp, Minh Huyên còn có thể nói gì đây, chữ của hoàng đế ai dám nói không đẹp. Hoàng thượng nói muốn ngài hồi âm cho thái tử, người đến cúi đầu nói. Ha, hồi âm. Minh Huyên chớp chớp mắt rồi lại nhìn chữ trên thư, nàng vẫn không thể đọc được, không đọc được thì trả lời thế nào? Suy nghĩ một hồi, Minh Huyên cầm lấy một trang giấy vẽ một bức tranh nhét vào thư bảo đưa cho thái tử. Hà Vi Văn Manh, Khang Hy mở thư rút trang giấy từ bên trong ra, bên trên vẽ một con gấu trúc nằm bẹp trên mặt đất, nó dơ cao một tấm bảng, bên trên có viết, ngô chủ Văn Manh giã. Nạp Lan Dung nhược không hiểu vì sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy, hắn ta đáp, bẩm Hoàng thượng, trong thuế văn có giải thích, Manh, mục phô mưu tử giã. Ngươi cứ nói thẳng là mù chữ đi, Long Khoa Đa buồn bực nói hắn ta ghét nhất chính là hành vi mỗi lần đều phải tìm điển cố để giải thích của nạp lan dung nhược khang hy khẽ ho một tiếng ý nghĩa của từ văn manh hắn hiểu hắn cười cười nhét thư vào trong phong thư vứt cho lương cửu công sau đó hắn nhìn long khoa đa nói phủ của đệ chuẩn bị thế nào rồi đầu xuân năm sau đưa sinh lễ được chưa tác giả có lời muốn nói khang hy nữ nhân của trẫm mù nữ nhân của ngươi thì sao đầu xuân năm sau long khoa đa chẳng hề muốn nhắc tới vấn đề này chút nào nhưng người hỏi là hoàng thượng hắn ta không thể không trả lời. Hắn ta chỉ đành khẽ ho một cái do dự nói, bẩm hoàng thượng, A Mã Thần vẫn đang chinh chiến ở bên ngoài, thần đệ không dám tự mình làm chủ. Dù sao đây cũng là việc hôn nhân đại sự, vẫn cần A Mã Ngạch Nương chủ trì. Được rồi, chấm còn không hiểu đệ chắc, mau chuẩn bị xong xính lễ, sau năm chấm còn định thêm của hồi môn cho Na Bố Kỳ cách cách nữa mà. Khang Hy nhớ mày nói, không phải đang nói xính lễ sao, sao lại biến thành thêm của hồi môn rồi. Long Khoa Đa không thể tin được vặn lại, thần đệ có phải là biểu đệ ruột thịt của ngài không vậy? Đệ nói xem, Khang Hy nhướng mày cho hắn ta một ánh mắt ra hiệu. Long Khoa Đa suy sụp, nếu hắn ta không phải biểu đệ ruột thịt của Hoàng thượng, không cần biết vì lý do gì có tiếp xúc thân mật như vậy với cung phi tương lai, mình còn có thể sống tiếp sao? Hoàng thượng, Khoa Nhĩ Thấm cách cách, thân phận tôn quý, cả nhà thần đệ vô cùng kính trọng. Viện lạc của thần đệ đã chọn xong ngày lành để xây dựng lại, việc này cần có thời gian. Hoàng thượng, biểu ca, cầu ngài cho thần đệ thêm vài năm được không? Long Khoa Đa quỳ xuống đất cầu xin. Bà điên kia vừa nhìn thấy hắn ta là ra tay, mà hắn ta càng đánh trả thì nàng ta càng ra sức. Long Khoa Đa cứ nghĩ đến ngày tháng nước sôi lửa bỏng sau này liền chỉ mong muốn ngày thành hôn có thể muộn một chút. Mắt Khang Hy lóe lên khẽ ho một tiếng nói, lúc đưa sinh lễ vào đầu xuân năm sau, ngươi có thể bàn bạc lại với Hòa Tháp. Hòa Tháp rất chiều trụng nữ nhi này, chắc sẽ muốn giữ nàng ta thêm vài năm đúng không, Khang Hy không được tự tin cho làm nghĩ. Long Khoa Đa vội vàng tạ ơn, căn cứ theo những ví dụ xung quanh hắn ta, chỉ cần thể hiện đủ sự coi trọng, thường nhà từ mẫu sẽ vui vẻ giữ nữ nhi thêm vài năm. Nạp Lan Dung Nhược ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng hắn ta cảm khái, Hoàng thượng đúng là đối xử đặc biệt với đông Giai gia nhà. Lúc nghỉ ngơi, dẫn nhưng chia sẻ bức họa quá trình nảy mầm, ra lá, khai hoa, kết quả của quả dâu tây với các thư đồng, mọi người liền vây quanh bồn dâu tây cảm thấy rất mới lạ, dẫn như không thể nào thoát ra được đến tận khi học xong bài của cả một ngày mới vội vàng chạy đến hỏi khang hy dẫn như nhảy nhót chạy đến cửa càn thanh cung cậu bé chỉnh lại y phục sau đó mới bước những bước nhỏ yêu nhã đi qua bậc cửa cậu bé đi từng bước đến trước mặt khang hy sau khi hành lễ xong liền vội hàng hỏi hoàng a mã di mẫu có hồi âm cho bảo thành không khang hy cầm khăn tay lên lau mồ hôi trên trán cho nhi tử sau đó mới ôm cậu bé vào trong lòng cười nói không dẫn như cau mày buồn bực nói sao lại không có chứ? Không phải đã báo di mẫu phải hồi âm rồi sao? Khang Hy xoa xoa đỉnh đầu của Nhi Tử, hắn không nỡ nói cho cậu bé biết di mẫu của cậu bé tự xưng văn manh, mắt mù không biết chữ. Lương Cửu Công, ngươi phái người đi hỏi xem sao. Dẫn nhưng không nhận được thư thấy hơi buồn, Khang Hy ngẩng đầu phân phó Lương Cửu Công. Minh Huyên nghe xong chớp chớp mắt, đột nhiên muốn mình viết thư, viết cái gì đây? Nghĩ đi nghĩ lại, thánh mệnh khó chống, nàng chỉ đành cầm bút lên khổ sở viết, năm bính thần tháng 11, trời có tuyết nhỏ rơi, ăn mặc. Giống như báo cáo công việc, lựa chọn kỹ càng viết ra tâm trạng ngày hôm nay, nghe được câu chuyện cười gì, ăn món gì, thậm chí cảm giác cay nồng lúc ăn hạt tiêu gai cũng viết ra. Cuối cùng nghĩ một chút lại thêm một đoạn toàn những lời buồn nôn. Sau đó nàng đưa thư cho người đến thở dài một hơi. Đây có lẽ là bức thư thẳng thừng nhất mà Khang Hy từng thấy trong những năm cuộc đời, chẳng có chút văn vẻ nào cả. Nhưng giận như nghe đọc xong thư lại rất vui vẻ, cậu bé hưng phấn nói, Lương Công Công, Vãn Thiện Cô cũng muốn ăn gà hoa tiêu. Khang Hy ngừng lại, lúc đọc thư không đọc đoạn cuối cùng, bởi vì quá buồn nôn. Cái gì mà trong 187 canh giờ chia xa, nhớ con, nhớ con, nhớ con. Đợi sau khi giận nhưng nghe xong thư, Khang Hy giữ lại tờ cuối cùng, những tờ khác đều đưa cho giận nhưng. Dẫn nhưng đi rồi hắn mới ảo não lẩm bẩm, đúng thật là không biết xấu hổ, sao lời gì cũng dám nói chứ. Biết rõ lá thư này, người đọc là chấm mà. Lương cửu công nghe lời nói của hoàng thượng, ông ta cúi đầu thấy mắt mình sắp mù rồi, bởi vì ông ta lại có thể nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tía tai của hoàng thượng. Minh Huyên tưởng rằng mình viết một đoạn buồn nôn đến mức mình cũng thấy dùng mình xong thì sẽ tránh được việc mỗi ngày phải viết thư. Kết quả thì, ngày thứ hai vẫn nhận được thư hồi âm. Chữ lần này nàng đọc được, nhưng câu văn thì phải xem rất lâu Minh Huyên mới miễn cưỡng hiểu. Những tháng ngày viết thư bất đắc dĩ đột nhiên bắt đầu. Minh Huyên vẫn luôn viết rất thẳng thừng, thư hồi âm khang hy viết giúp giận nhưng thì lại luôn cao thâm rất có học vấn đợi đến ngày hết cấm túc minh huyên trực tiếp ôm tiểu thái tử vui mừng mà khóc ai lại muốn ngày ngày phải viết văn chứ quan trọng là còn không được viết sai chữ không những bút tích phải nắn nót mà viết sai một thành ngữ sẽ bị phê cả một đoạn dài khó khăn quá mà dẫn nhưng được di mẫu ôm chặt trong lòng cậu bé vươn tay ôm nàng vội vàng bảo đảm sau này bảo thành nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt sẽ không khiến di mẫu lo lắng minh huyên ôm giận nhưng nàng không sợ bị cấm túc, dù sao có cấm túc hay không thì đối với nàng cũng như nhau. Nhưng hành động của Khang Hy thật sự là, ngày ngày viết thư châm biếm, còn bắt mình phải hồi âm. Rõ ràng là thư viết cho giận nhưng, kết quả toàn bị hắn cắt đoạn, quá đáng ghét, thực sự quá đáng ghét. Khang Hy nhìn bóng lưng vui vẻ chạy đi khi đến ngày hết cấm túc của thái tử, hắn đột nhiên có cảm giác mất mát, hắn lắc đầu thở dài, bảo thành theo quy củ như này. Ôm tiểu thái tử, ăn đồ nóng hổi trong nồi, hai người thổ lộ nỗi khổ khi xa cách, tình cảm càng sâu đậm hơn. Dẫn nhưng lại nghiêm khắc kiểm điểm bản thân mình lần nữa, không nên bướng bỉnh liên lụy đến Minh Huyên. Có thể bướng bỉnh, cũng có thể nghịch ngợm, nhưng điều tiên quyết là phải đảm bảo an toàn của bản thân. Trẻ con mà, nghịch ngợm vừa phải cũng là điều đương nhiên. Dẫn nhưng gật đầu, khoảnh khắc di mẫu rơi nước mắt lúc nhìn thấy cậu bé, cậu bé thực sự cảm nhận được cảm giác được người khác nhớ mong, vô cùng mãn nguyện cũng vô cùng tự trách. Không cần bị ép viết văn nữa rồi, tiểu thái tử ngoan ngoãn mặc mình xoa nắn tâm trạng của minh huyên rất tốt nàng đồng ý với dẫn nhưng cùng đi thưởng mai trên tay ôm lò sưởi mặt đeo khẩu trang làm tạm bằng vài lụa mỏng trên tay chụp cả bịt tai hai người cười đùa vui vẻ đi đến nơi đẹp nhất để thưởng mai trong hoàng cung thiên thu các Hách xa lý muội muội khó có cơ hội bắt gặp muội ra ngoài nha đông giai thị hành lễ với thái tử dẫn nhưng đáp lại xong nàng ta mới nhìn minh huyên ăn mặc kín kẽ chỉ nhìn thấy đôi mắt thì mím môi cười nói Minh Huyên chớp chớp mắt nhìn thân hình trong ngày đông giá rét vẫn yểu điệu duyên dáng của Đông Giai Thứ Phi, nàng than thở, tỷ tỷ nói đúng, ta thực sự không thích ra ngoài, nhưng đã đồng ý với Thái tử điện hạ cùng ngài ấy thưởng mai. Đông Giai Thị vươn tay che miệng cười cười, móng tay giả dài trên đầu ngón tay, dưới ánh nắng càng trói mắt hơn. Minh Huyên rụt rụt cổ, nàng đoán rằng nếu như đánh nhau, móng tay như kia mà chọc một cái chắc chắn sẽ hủy dung, không chừng mất cả mạng luôn. Mau lên, cô muốn đi chỗ kia dẫn nhưng đột nhiên mất kiên nhẫn nói làm gián đoạn mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu minh huyên minh huyên cười cười gật đầu với đông giai thị nàng dắt tay thái tử tiến lên nàng lại nói xíu nữa chúng ta đáp hai người tuyết vận động cơ thể được không nhưng mà điều kiện tiên quyết là con phải đồng ý sau khi chơi xong trở về uống một bát canh gừng khử hàn mắt giận nhưng sáng lên liên tục gật đầu hoa mai không hấp dẫn cậu bé bằng việc đắp người tuyết bọn họ nói chuyện rất nhỏ giọng nhưng đông giai thị nhìn thấy lúc minh huyên nói chuyện với thái tử eo hạ thấp đầu cúi xuống nàng ta cười châm biếm rồi nói về thôi di mẫu đừng đeo móng tay dài không thể nắm tay đợi sau khi đông giai thị được một đám cung nhân tháp tùng rời đi dẫn nhưng mới quay đầu nhìn minh huyên nói móng tay dài không tốt minh huyên gật đầu nói vậy sau này con cũng nên tránh xa móng tay dài ra chẳng may không chú ý bị móng tay đâm vào vậy thì thảm rồi chắc chắn sẽ là một lỗ máu rất to dẫn nhưng vừa nghĩ đến liền dùng mình phía trước có rối loạn Minh Huyên đang định quay đầu thì giận nhưng nói, cô nhớ rồi. Còn nữa, ngày tuyết rơi, di mẫu đừng đi, giày bồn hoa, sẽ bị ngã. Minh Huyên nhìn đôi ủng ra hưu dưới chân gật đầu phụ họa, con nói đúng lắm, quả thực đúng như vậy. Ô nhã cô nương bị ngã ở đằng trước suýt nữa thì kéo theo cả đông giai thứ phi. Ni giải thích, dù đã chính thức được vào hậu cung nhưng không được phong phẩm vị gì nên trong cung đều gọi một tiếng cô nương. Ô nhã thị, thực ra Minh Huyên rất hiếu kỳ. Nhưng vừa rồi bị móng tay dài của Đông Giai Thị làm lóa mắt nên nàng không hề để ý đến ô nhã Thị nghe nói rất xinh đẹp dịu dàng ở phía sau nàng ta. Bây giờ nhìn từ xa chỉ còn bóng lưng nhếch nhác loạn trọng mà thôi. Nhìn hình bóng mảnh mai kia, Minh Huyên lập tức cảm thấy hơi lạnh, nàng kéo chặt áo khoác gió dày ở trên người. Đây rõ ràng không phải đến thưởng mai, đến ra vẻ hả. Lúc Đông Giai Thị đi mất, còn có người theo hầu khoác thêm áo khoác ngoài rất dày, đi giày bồn hoa, được hai cung nhân một trái một phải đỡ tay. Ô nhã thị thì sao? Mặc mỏng như vậy, còn đi giày bồn hoa. Hoàng A Mã của con không đến nỗi nghèo vậy chứ. Ô nhã thị là chính hoàng kỳ bao y, tổ phụ là tổng quản ngự thiện phòng, phụ thân là tham tướng hộ quân, hơn nữa căn cơ của nhà nàng ta trong nội vụ phủ rất chắc chắn, sao trông lại thảm như vậy. Chính hoàng kỳ bao y, nô tài trực thuộc hoàng đế nằm trong chính hoàng kỳ, một trong ba thượng tam kỳ tức một trong ba quân kỳ cao nhất. Dẫn nhưng vội vàng phản bác, hoàng A Mã không nghèo. Mặc dù Khang Hy không nghèo nhưng keo kiệt, dù thế Minh Huyên không nghĩ rằng hắn sẽ bạc đãi nữ nhân đang được sủng ái. Đông Giai Thị cũng không ngu ngốc đến mức thể hiện rõ mình bị bạc đãi, vì vậy đáp án chỉ có một. Vì vậy nàng cau mày nhìn giận nhưng nói, mùa đông mặc thêm áo, mùa hè cởi bớt áo, đừng vì vẻ bề ngoài mà không quan tâm đến ấm áp, người chịu tội sẽ là bản thân mình, con biết chưa? Dẫn nhưng nhớ đến lần bị bệnh hồi mùa hè liền liên tục gật đầu nói, sau này con sẽ không thế nữa. Tay đeo găng tay dày, chân đi ủng ra hưu, bên trong áo bảo còn mặc thêm một lớp áo bông dày, trên đầu đội mũ nỉ, nàng bảo giận nhưng không được phép để khẩu trang rời khỏi miệng và mũi. Sau khi làm xong phòng vệ, Minh Huyên mới đưa giận nhưng đi trải nghiệm việc trẻ em hồi còn bé thích nhất, đắp người tuyết, đánh trận tuyết. Việc yêu nhã như thưởng mai Minh Huyên cảm thấy quả thực không phù hợp với mình. Dẫn nhưng chơi cực kỳ vui vẻ, di mẫu không giống những người khác. Nàng sẽ không nhường mình, bị cầu tuyết ném chúng cũng sẽ không tức giận, lúc ngã cũng sẽ cười hết mình cuối cùng hai người lăn cầu tuyết đắp người tuyết. Mặc dù chỉ là hai quả cầu tuyết trồng lên nhau, dùng đá và gậy trang trí, nhưng giận nhưng rất thích người tuyết này. Lúc đi về được cung nhân ôm, mắt cậu bé không nỡ chớp. Sau khi uống hết một bát canh gừng rất nồng, hai người thay quần áo nhẹ nhàng rồi ngủ một giấc trong căn phòng ấm áp, ngủ dậy giận nhưng mới về Càn Thanh Cung. Lúc đến Càn Thanh Cung, giận nhưng thấy ngoài đại điện lại có một người tuyết vô cùng tinh xảo. Hoàng A Mã, người tuyết ở ngoài cửa, là ai đáp vậy? Mặc dù trong lòng giận nhưng vẫn thích người tuyết xấu xấu mà mình cùng với di mẫu đắp hơn, nhưng nhìn thấy người tuyết đẹp như vậy cậu bé cũng có ý muốn học. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, Lương Cửu Công đem một bát canh gừng lên cho giận nhưng. Nhìn giận nhưng uống hết xong Khang Hy mới nói, đó chẳng qua là chấm tùy ý đắp thôi. Sách hôm nay con đã đọc hết chưa? Lời của tác giả, Khang Hy, năm đó vì đánh lửa ngao bái, có gì mà chấm chưa từng chơi chứ? Dẫn như ngưỡng mộ nhìn Hoàng A Mã, cậu bé hưng phấn hỏi, con đọc xong rồi, đọc xong rồi hoàng a mã sao người đắp đẹp vậy người giỏi quá mặc khang hy sạch qua sự đắc ý hắn ngẩng đầu nói đọc xong sách rồi vui chơi có chừng mực không phải là không thể đắp người tuyết nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng điều cần chú ý không ít sau này con đọc nhiều sách tinh thông tính toán hội họa rồi thì sẽ thấy không khó mặc dù dẫn nhưng không hiểu vì sao chỉ có mỗi việc đắp người tuyết thôi mà lắm điều cần chú ý như vậy nhưng cậu bé vẫn hưng phấn thể hiện rằng mình sẽ nỗ lực học tập sau đó cậu bé lại ra ngoài quan sát tỉ mỉ người tuyết Khang Hy đắp, không ngừng khen ngợi. Rồi cậu bé cứ quấn lấy Khang Hy đòi hắn giảng giải cách đắp người tuyết có thể vừa chắc lại vừa đẹp như vậy. Thấy Nhi tử nịnh nọt tâng bốc mình, tâm trạng của Khang Hy rất thoải mái. Hắn còn biểu diễn tại hiện trường luôn, nhưng giận nhưng thì vẫn mặc rất dày nhìn Hoàng A Mã của cậu bé làm. Đợi sau khi đắp xong một người tuyết nhỏ hơn, dưới ánh mắt sáng quắc như vì sao và lời tán thưởng không ngớt miệng của Nhi tử, Khang Hy cảm thấy cực kỳ mãn nguyện dẫn như nhìn thấy hoàng a mã tươi cười nghĩ đến những lời ngày thường di mẫu tán dương mình cậu bé càng ra sức khen nhiều hơn khang hy lại càng mãn nguyện hôm nay vốn nghe nói biểu muội ở thiên thu các nghĩ đến thân thể nàng ta yếu đuối định đến đó ân cần hỏi thăm ai mà ngờ được lại nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của nhi tử bảo bối của mình cả bóng dáng ngu ngốc vụng về của người kia nữa hoàng a mã vì sao đông dài thứ phi và cái cô nương đi cùng lại ăn mặc mỏng manh như vậy bọn họ không có Y phục sao? Khang Hy đắp xong người tuyết cùng Nhi tử thưởng thức một hồi. Lúc trở lại phòng, dẫn nhưng vừa uống sữa dê nóng vừa hiếu kỳ hỏi. Khang Hy khẽ ho một tiếng nói, đầu óc bọn họ có bệnh, con đừng học theo. Hách xá lý nha đầu bọc người như con gấu trông chẳng đẹp chút nào, nhưng biểu muội và ô nhã thị, hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Hắn không bạc đãi bọn họ về ăn mặc, ngày đông lạnh lẽo như vậy, đang làm cái gì đây, mình háo sắc vậy sao? Lúc bọn họ cười hết hắn đều đã nhìn thấy, mặc quần áo lên thì quan tâm làm gì dẫn nhưng càng khó hiểu không hiểu đây là bệnh gì liền hỏi đầu óc có bệnh thì phải uống thuốc gì khang hy vươn tay xoa đầu dẫn nhưng trả lời ta đã bảo thái y viện kê đơn rồi hoàng a mã giảng giải thêm cho con về kiến thức tính toán được không chuyện học hành dẫn nhưng luôn luôn để tâm cậu bé là thái tử tương lai sẽ có một đám đệ đệ vì vậy cậu bé không thể lười biếng tối hôm đó nghe nói thừa càn cung cho gọi thái y khang hy chẳng hề động đậy ta biết rồi lương cửu công ngươi cho người mang một sọt gừng sang bảo thứ phi không sao thì uống khử hàn lúc đông giai thị nhận được gừng tươi khuôn mặt trắng bệch lập tức đỏ lên sau đó thì tủi thân lau nước mắt nói tiểu tiện nhân ô nhã thị mặc ít vậy làm gì không biết khiến biểu ca hiểu nhầm ta ngô đồng ngươi cho người ngày ngày dùng đống gừng này nấu canh gừng đưa cho nàng ta uống khang hy chẳng hề để tâm đến chuyện của thừa càn cung ôm nhi tử mập mạp ngủ một giấc ngon lành ngủ dậy liền bắt đầu một ngày mới bận rộn dẫn như nghe hoàng a mã nói bí quyết đắp người tuyết một canh giờ cảm thấy mình tiến bộ hơn nhiều cậu bé không ngừng khen ngợi trước mặt minh huyên trong lời nói đầy sự ngưỡng mộ và tự hào về hoàng a mã của mình minh huyên im lặng trợn trắng mắt nàng nhìn dáng vẻ đầy tự hào vì điều đó của tiểu thái tử thì không nỡ đánh vỡ mộng tưởng của cậu bé nàng đây chờ mong nói vậy được sau này nhờ hết vào điện hạ đắp cho ta một người tuyết thật đẹp một người tuyết mà thôi lại còn tính toán với chẳng hội họa sao không nói phải nghiên cứu cả điêu khắc và kiến trúc đi, đúng là rách việc. Dẫn nhưng gật đầu thật mạnh thể hiện cứ để đó cho mình. Tuyết là một thứ tốt, tuyết báo hiệu một năm bội thu, nhưng tốt quá hóa dở. Các nơi như Hàm Dương bởi vì tuyết quá lớn dẫn đến thảm họa tuyết, Khang Hy lại bắt đầu bận rộn. Minh Huyên nhìn nóc nhà không ngừng tích đầy tuyết, trong lòng cũng chẳng thoải mái gì. Cho dù nội vụ phủ có phái người đến dọn dẹp nhưng rất nhanh lại tích một tầng rất dày. Nghe đám cung nữ than thở lo lắng cho người nhà, Nàng còn bỏ bạc ra đến nội vụ phủ mua một đống than Bảo bọn họ lúc làm việc đừng để bị đông lạnh Lúc nghỉ ngơi cũng có lửa Có thể nấu canh gừng uống Ngoài cũng không quan tâm được Nhưng trong cùng của mình Không quan tâm trong lòng sẽ thấy ái náy Lúc đốt than nhớ mở cửa sổ Nếu không sẽ trúng độc Minh Huyên còn bảo Sunny nhắc nhở nhiều lần việc này Sunny giúp nàng chải tóc cười nói Bọn họ đều không phải kẻ ngốc Cách cách nói nhiều lần như vậy Bọn họ cũng không ngốc đến mức đó Thà nhắc nhở thêm vài lần còn hơn, đừng để chuyện tốt lại thành chuyện xấu. Minh Huyên xoa xoa đầu cười nói. Sunny đáp lời, nàng ấy định xem nếu có ai không nghe lời sẽ lập tức đuổi khỏi vĩnh thọ cung. Chẳng có cái lý nào mà chủ tử suy nghĩ vì nô tài, mà nô tài lại gây thêm chuyện cho chủ tử cả. Nghe nói nha đầu hách xá lý keo kiệt kia còn bỏ bạc ra mua than cho cung nhân, Khang Hy cười cười cảm khái, cũng có lúc nha đầu này vui vẻ móc bạc ra hả. Lương Cửu Công cảm thấy mình hình như tiếp nhận quá nhiều thông tin, Ông ta cung kính đáp, thứ phi nương nương lương thiện. Khang Hy than thở, thế không phải lương thiện quá à? So với đám sâu mọt kia thì nha đầu hách xa lý đã đủ lương thiện rồi. Chiến sự ở tiền tuyến cấp bách, trận chiến này gần như hao hết quốc hố Khang Hy còn đang buồn phiền sau này phải làm thế nào để bổ sung đây, nhưng danh sách ô nhã ra dâng lên đã giúp hắn có ý tưởng. Hậu cung phải ổn định, vài tháng nữa lại có thêm các thứ phi khác tiến cung, không thể loạn được. Đám sâu mọt này hắn phải nuôi dưỡng thêm, Bây giờ nuốt vào bao nhiêu thì đến lúc đó sẽ khiến bọn chúng toàn bộ nôn ra toàn bộ không thiếu một cắc. Toàn tộc cho đi lưu đầy ninh cổ tháp để giải mối hận này. Nghe nói bên ngoài có thiên tai về tuyết, nhưng trong cùng vẫn rất yên bình. Minh Huyên không có năng lực gì nên cũng không quan tâm được quá nhiều. Chăm sóc tốt cho mình và cồn cồn, tự tay làm mấy chục cái khẩu trang bằng vải bông, còn bảo Xuân Ni thêu những hình nho nhỏ đơn giản lên trên. Nàng dặn dẫn nhưng ngày ngày ra ngoài đều phải đeo, che mùng miệng phòng gió lạnh. Khang Hy cầm khẩu trang minh huyên tự chế cho thái tử, dạy cho Tôn Thái Y, Tôn Thái Y xem xong thì khen ngợi liên tục. Triệu chứng phong hàn đa phần đều từ mồm miệng đi vào. Tôn Thái Y lật qua lật lại xem, nếu không phải kích thước quá nhỏ thì ông cũng muốn đeo thử. Nhưng ông cũng đã cho người tìm loại vài bông tương tự thử dùng, không ảnh hưởng đến hô hấp. Thứ này làm không khó, nhưng khó là ở cái tâm tư. Tôn Thái Y rất có thiện cảm với vị thứ phi nương nương ở Vĩnh Thọ cung kia, ông thấy đây là một nương nương chu đáo, dịu dàng hiểu lễ nghĩa lại nghe tiểu thuận tử nói thứ phi nương nương dặn dò sớm tối thay đổi liên tục nhúng qua nước sôi phơi khô rồi mới được dùng tiếp ông khen ngợi không ngớt lời làm như vậy sẽ có tác dụng tốt với người thân thể yếu đuối tôn thái y là tâm phúc của khang hy còn nói khẩu trang cực kỳ tốt khang hy liền gật đầu tặng cho tất cả các thư đồng và công chúa trong cung mỗi người vài cái cũng tặng vài cái cho mỗi người trong hậu cung minh huyên cũng nhận được khẩu trang được chế tác hoàn mỹ hơn do nội vụ phủ làm nàng thờ ơ mở ra trong mắt lập tức lóe lên sự vui mừng. Bởi vì Khang Hy ngoài tặng cho nàng mấy cái khẩu trang, thì còn tặng thêm một bức tượng bằng vàng. Cầm lên thử, trọng lượng cũng không hề nhẹ, ít nhất phải nửa cân. Minh Huyên cầm tượng vàng, nàng thấy rất vui. Mặc dù khinh bỉ tay nghề thủ công quá bình thường, tượng vàng này nhìn hơi mơ hồ, nhưng niệm tình nó sáng trói lọi nên nàng vẫn vui vẻ đặt ở chỗ nhìn rõ nhất trên giá bác cổ. Gần đến năm mới, tuyết lớn không ngừng rơi, chiến sự cũng không dừng lại chuyện khiến Khang Hy phiền lòng chẳng hề ít, dẫn nhưng càng có nhiều thời gian đến Vĩnh Thọ cung hơn. Lúc nhìn thấy tượng vàng thì cậu bé vui mừng nói, ấy, Hoàng A Mã cũng tặng gì mẫu sao? Đúng vậy, đúng vậy, đợi đã, cũng, điện hạ cũng có. Minh Huyên vừa gật đầu đã hiếu kỳ hỏi. Dẫn nhưng cười hì hì sờ tượng vàng nói, cái của cô là dùng ngọc, to hơn cái này một chút. Đây là, người tuyết, Hoàng A Mã, đắp ở cửa càn thanh cung. Minh Huyên chớp chớp mắt nhìn tượng vàng, lại nhìn thái tử vẻ mặt đắc ý đột nhiên thấy không vui nữa cầu nam nhân tặng thứ đồ này cho mình là để khoe khoang sao khoe khoang đúng là khoe khoang rồi mặc dù nguyên nhân tặng lễ vật minh huyên không thích nhưng nàng lại thích vàng nhất nên vẫn đặt nó trên giá bác cổ chỉ là vị trí không còn dễ thấy như trước nữa sắp sang năm mới minh huyên chẳng còn nhàn hạ nữa nàng phải chuẩn bị lễ vật cuối năm cho các vị trong cùng mặc dù tắc ngạch đồ đã đưa lễ vật chuẩn bị xong xuôi hết cho nàng trước nhưng giận như chu môi nói cái này không thật lòng. Minh Huyên tự lấy đá đập chân mình, nàng lại phải chuẩn bị một phần lễ vật khác cho cậu bé, sau đó liền biến thành hai phần, ba phần. Thứ như lễ vật này quan trọng nhất là tấm lòng, Minh Huyên quyết định dựa theo câu chuyện trước đây Thái Hoàng Thái Hậu từng kể, vẽ một bức thiếu nữ mục mã. Quà tặng Khang Hy thì chính là một bức vẽ giận nhưng và cái người tuyết chẳng hề đẹp đẽ Khang Hy tặng kia. Còn của dẫn nhưng thì tiếp tục là tập tranh, may mà trước đây vẽ không ít, bây giờ chỉ cần bổ sung thêm một ít sau đó đóng thành tập là được. Những việc này không khó nhưng rất mất thời gian. Con người mà bận rộn thì thời gian trôi rất nhanh. Đợi đến khi Minh Huyên chuẩn bị xong lễ vật thì chẳng còn mấy ngày nữa đã đến cung yến đêm trừ tịch. Đêm trừ tịch, đêm 30. Minh Huyên đã sớm được nghe quá trình diễn ra cung yến từ chỗ Lưu ma, nàng chẳng mong đợi cung yến chút nào. Chỉ là đột nhiên trong nhà gửi thư đến nói đích ngạch nương sẽ đưa ngạch nương cùng tham gia, Minh Huyên mới có sức sống. Không những nàng bàn bạc với Thu Mama về phục sức cùng cách trang điểm cho hôm đó từ sớm, mà còn chuẩn bị cả lễ vật xong xuôi hết cả. Đêm trừ tịch, qua nhĩ giai thị sớm đã tiến cung, Minh Huyên nhìn thấy triệu giai thị, vành mắt nàng đỏ lên. Qua nhĩ giai thị sau khi nhìn thấy thái tử thân mật gọi mình là Quách La Mã Ma xong thì cũng yên lòng không bận tâm đến việc tôn tử không thể tiến cung làm thư đồng nữa. Trong nhà chỉ sợ thái tử xa lạ với mình, nhưng bây giờ nhìn thấy thái tử mồm miệng lanh lợi cười vui vẻ hỏi thăm, qua nhĩ giai thị không nhịn được cảm động đến rơi lệ thực ra dẫn nhưng không phải rất thích vị quách la mã ma chưa nói nổi hai câu đã rơi lệ này nhưng cậu bé vẫn phải nể mặt di mẫu mình tiểu thuận tử đã nói chỉ cần mình thể hiện tốt ngạch nương của di mẫu mới sống tốt di mẫu sẽ vui vẻ dẫn nhưng nói vài câu với quách la mã ma xong thì đi mất trước khi đi còn cười gật đầu với triệu giai thị nhân lúc thái tử rời khỏi qua nhĩ giai thị đi chỉnh trang lại minh huyên lập tức nhào vào lòng triệu giai thị làm nũng ngạch nương con nhớ người lắm triệu giai thị nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận nét thoải mái hiện rõ giữa hai đầu mày cộng thêm sự thân mật của thái tử lúc nãy bà mới cười nói có thể gặp lại nương nương thật tốt ngạch nương minh huyên cao mày không muốn triệu giai thị khách sáo với mình như vậy triệu giai thị bật cười con đó sao tính tình vẫn không tốt như vậy bây giờ thân phận đã khác rồi không thể không để ý đến quy củ nữa trong cung có ai không biết con tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nhất đến cả thái hoàng thái hậu cũng rất thích con ngạch nương người yên tâm đi con sống rất tốt minh huyên cười đắc ý nói triệu giai thị vui vẻ yên tâm gật đầu vừa định nói thêm mấy câu gia tăng tình cảm thì thấy xuân ni vội vàng chạy vào nói chủ tử nếu hỗ lộc thứ phi xảy ra chuyện rồi hoàng thượng bảo người qua giúp đỡ xử lý minh huyên mặc dù kinh ngạc nhưng lúc nhìn thấy lương cửu công cũng vội vàng theo vào hành lễ thì mới chỉnh trang lại nàng gật đầu với ngạch nương đeo khẩu trang và ôm lò sưởi lên đi cùng lương cửu công đông giai thứ phi thời gian trước nhiễm lạnh đến giờ vẫn chưa khỏi chỗ nếu hỗ lộc thứ phi lại liên quan đến hoàng tự hoàng thượng để ngài qua chồng đỡ. Trên đường, Lương Cửu Công giải thích với Minh Huyên đang ngồi trên nhuyễn kiệu. Đêm trừ tịch, nếu hỗ lộc thứ phi xảy ra chuyện, trong lòng hoàng thượng hơi tức giận. Nhưng nghĩ đến hài tử trong bụng nàng ta, hoàng thượng vẫn phái ông ta và hách xá lý thứ phi qua xem. Minh Huyên không thích đối mặt với những chuyện như vậy, nàng nhẹ giọng nói, phiền công công giúp đỡ ta, ta thực sự chưa từng gặp phải chuyện tương tự. Lương Cửu Công vội gật đầu nói, nương nương yên tâm, nô tài chắc chắn sẽ không rời khỏi minh huyên thở phào một hơi thì ra mình qua đó cũng chỉ để làm vật cát tường thôi vậy nàng yên tâm rồi lúc minh huyên và lương cửu công đến nơi cảnh nhân cũng không còn loạn như lúc trước nữa một phụ nhân trung niên vẻ mặt hốt hoảng ngồi trên ghế một phụ nhân trung niên khác chăm chọc nhìn bà ta còn có một tiểu cô nương xinh đẹp đứng sau lưng phụ nhân trung niên lau nước mắt minh huyên không kịp quan tâm những việc này nàng vội vàng gật đầu rồi đi vào thăm nữ hỗ lộc thị mặc dù nàng biết nữ hỗ lộc thị mang thai có thể sức khỏe không được tốt lắm nhưng lúc nhìn thấy minh huyên vẫn bị dọa sợ nàng suýt nữa thì đứng không vững may mà có ô lan đỡ từ sau khi nữ hỗ lộc thị mang thai thì gần như đều ở trong cung dưỡng thai minh huyên chưa từng gặp nàng ta bất chợt nhìn thấy một người từng xinh đẹp yểu điệu biến thành dáng vẻ gầy chơ xương mặt trắng bệch ngoài chỗ bụng lồi lên thì những chỗ khác gầy đến mức khiến người ta nhìn lạnh cả sống lưng như bây giờ thì trong lòng nàng vẫn run lên sao sao rồi thái y nói thế nào minh huyên cố gắng bình tĩnh hỏi nữ hỗ lộc thị nếu hỗ lộc thì yếu ớt lắc đầu nhẹ giọng nói thái y kê đơn thuốc dưỡng thai bảo ta uống muội muội việc còn lại giao cho muội minh huyên vội vàng tiễn nàng ta đi nghỉ còn mình thì hít sâu một hơi đi ra ngoài gọi đại cung nữ của cảnh nhân cung đến hỏi chuyện nhưng lại chẳng hỏi được điều gì nếu hỗ lộc đương nhiên có bản lĩnh hơn minh huyên nhiều cảnh nhân cung sớm đã nằm trong lòng bàn tay nàng ta việc nàng ta không muốn cho đám người minh huyên biết minh huyên đương nhiên không thể hỏi được điều gì không chỉ cung nữ mà đến cả ma ma thái giám đều trả lời không biết bây giờ các ngươi không muốn nói với ta vậy thì nói với hoàng thượng đi minh huyên nhìn cung nữ xuân hương từng đưa vòng đến vĩnh thọ cung lạnh giọng nói lương công công ở đây đương nhiên sẽ làm chứng cho ta cho dù các ngươi muốn bao che cho người nào nhưng việc hoàng tự lớn hơn trời thì phải khắc sâu vào trong lòng lương cửu công lạnh mặt nói nô tài đương nhiên sẽ bẩm báo đúng sự thật với hoàng thượng xuân hương ngẩng đầu nhìn minh huyên rồi lại nhìn lương cửu công nàng ta cắn răng nhỏ giọng nói nô tỳ thực sự không biết gì cả lúc xảy ra chuyện lão phu nhân đang nói chuyện với chủ tử đám nô tỳ đều không ở trong điện lão phu nhân minh huyên nhắm mắt lại nếu hỗ lộc thị nói chuyện không cho cung nhân biết chắc chắn không phải đích mẫu đã thất thế vậy chỉ có thể là thân mẫu của nàng ta vì vậy nàng khẳng định hỏi là thư thư giác la phu nhân sao lời của tác giả dẫn nhưng hoàng a mã cũng thích nghe lời hay sau này con sẽ học tập di mẫu nhiều hơn nói cho người nghe để ngày nào tâm trạng của người cũng tốt như Bảo Thành, Khang Hy, Bảo Thành thật hiểu chấm. Xuân Hương nghe vậy cũng không phản bác. Minh Huyên quay đầu liếc nhìn Lương Cửu Công. Mâu thuẫn giữa hai mẫu nữ này, nàng làm sao biết phải giải quyết như thế nào? Lương Cửu Công không nói gì, Minh Huyên chỉ có thể căng ra đầu, tiếp tục hỏi vì sao nữ Hỗ Lộc thứ phi lại gầy đến mức này? Có phải các ngươi không chăm sóc thứ phi cẩn thận không? Không phải, chúng nô tỳ luôn cẩn thận hầu hạ nương nương. Có điều, có điều hơn hai tháng nay tinh thần của chủ tử không tốt lắm, cũng không muốn ăn uống. Xuân Hương vội vàng dập đầu nói. Từ sau khi chủ tử mang thai, càng ngày càng không tin tưởng người bên cạnh, nhất là mấy tháng này. Sau khi Hoàng thượng sùng hạnh vạn lưu cáp thị thì chủ tử luôn cảm thấy có người muốn ám hại mình, cảm thấy Hoàng thượng không muốn để chủ tử sinh hạ hài tử này. Nửa đêm thường xuyên bị bừng tỉnh, thấp thỏm lo âu nên không ăn uống được gì. Minh Huyên khựng lại, nghĩ đến bộ dạng gầy trơ cả xương của nữ hỗ lộc thị, nàng thật sự không biết phải nói gì, đây hẳn là bệnh trầm cảm khi mang thai. Không biết phải nói gì, nhưng mà người đã thành như vậy rồi, nàng lại không chấu bắt chó đi cày bị túm đến giải quyết chuyện này. Nghĩ đến đây Minh Huyên liền nổi giận. Nàng quát lớn, nếu hỗ lộc thứ phi không muốn ăn uống cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, vậy mà các người lại dám giấu dếm. Vì sao không bẩm báo với Hoàng thượng, vì sao không cho người bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu. Các ngươi đúng là to gan lớn mật, mời Thái Y nào cũng không bẩm báo. Xuân Hương hơi run rẩy, sau khi nhỏ giọng nói ra tên húy của một vị thái y liền vội vàng giải thích không phải do chúng nô tỳ không bẩm báo mà là chủ tử không muốn làm phiền hoàng thượng chuyện của cảnh nhân cung minh huyên thật sự không muốn nhúng tay vào người trong cùng này cũng không đến lượt nàng xử trí sau khi hỏi đến đây minh huyên liền nói với lương cửu công cho người gọi thêm vài thái y tiến vào trần mạch cho nữ hỗ lộc thứ phi không ăn được cũng không phải chuyện nhỏ hay là để sư phó của ngự thiện phòng làm thêm vài món ngon thanh đạm đưa tới trước minh huyên nhíu mày nói lương cửu công gật gật đầu lập tức phân phó xuống nhìn nữ hỗ lộc thị hoài thai vừa vất vả mà vừa kinh hồn táng đảm như vậy minh huyên thật sự có chút nóng này lương cửu công không hề phản bác lời của minh huyên ông ta đứng phía sau nàng chính là đại biểu cho thành ý minh huyên nhìn cung nhân quỳ này đầy đất lại nghĩ đến mấy người trong đại điện nàng chỉ cảm thấy khang hy rảnh rỗi tìm việc cho nàng làm chuyện nhà người ta một người ngoài như nàng có thể nhúng tay vào sao nhưng mà người tới cũng đã tới rồi nàng chỉ có thể cảnh cáo nói các ngươi là người của nữ hỗ lộc thứ phi ta không có quyền xử trí các ngươi nhưng không có nghĩa là hoàng thượng cũng không thể các ngươi cẩn thận chăm sóc thứ phi nương nương bên nào nặng bên nào nhẹ suy nghĩ kỹ cho ta từ nay về sau bất kỳ kẻ nào bất kể chuyện gì cũng không được làm phiền thứ phi nếu tâm trạng thứ phi lại không tốt ảnh hưởng đến hài tử trong bụng vậy thì các ngươi phải cẩn thận lửa giận của hoàng thượng sau khi nói xong minh huyên hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp chăm sóc nữ hỗ lộc thứ phi cho tốt chúng ta đi hỏi vị chắc phúc tấn này một chút, xem đến tụt cùng là chuyện gì mà lại khiến nữ hỗ lộc thứ phi tức giận đến mức này. Lương cửu công gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói với Minh Huyên, nương nương làm rất tốt. Công công không cần khích lệ, ta sắp bị hù chết rồi đây này. Minh Huyên bình tĩnh nói. Lương cửu công cười khổ một tiếng, không nói chuyện. Minh Huyên mang theo lương cửu công đi vào trong điện, nàng ngồi xuống, nhìn thư thư giác la thị, mở miệng nói, hoàng thượng lệnh ta đến chăm sóc nữ hỗ lộc thứ phi. Trước đó chắc lão Phúc Tấn Ngài và nữ hỗ lộc tỷ tỷ ở cùng nhau, Ngài có thể nói cho ta và ngự tiền lương công công biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì có thể khiến nữ hỗ lộc tỷ tỷ tức giận đến mức đó? Trên mặt thư thư giác la thị hiện lên vẻ lúng túng, mấy năm nay nữ nhi vào cung, nhi tử tập tức nên bà ta mới có thể trở thành nữ chủ nhân chân chính của phủ nữ hỗ lộc. Bà ta đã đuổi ba nhã lạp thị và tên nhãi con kia đến biệt viện hẻo lánh, từ chối người khác gọi mình là chắc lão Phúc Tấn, nhưng mà lúc này bà ta lại không có cách nào phản bác Lão thân không rõ lắm Lúc đang nói chuyện thì đột nhiên nương nương cảm thấy không thoải mái Thư thư giác la thị rũ mắt Cắn răng nói Nha đầu chết tiệt không chịu nghe lời Chuyện hoàng thượng có ý để cách cách của khoa nhĩ thấm gả vào kinh lớn như vậy Mà nha đầu kia không tranh thủ cho đệ đệ của mình Cứ như vậy để tên ngốc long khoa đa đó chiếm lời Chẳng lẽ bà ta còn không được nói hả Bà ta chính là ngạch nương thân sinh của nàng ta Sao? Chỉ nói chuyện thôi ư, Minh Huyên dựa vào ghế, cầm lấy tách trà mà cung nhân bưng tới, nàng thổi nhẹ một hơi, không để ý hỏi. Nàng vừa nói vừa châm chọc nhìn bà ta, đặt thật mạnh tách trà lên bàn, mở miệng nói, ta không thích nghe lời này của chắc lão Phúc Tấn. Hay là ngài muốn tự mình đi nói với Hoàng thượng? Dù sao thì khi xảy ra chuyện, ở đó cũng chỉ có chắc lão Phúc Tấn và nữ hỗ lộc tỷ tỷ. Vì sao Đào Thái Y lại nói trong lòng tỷ tỷ tích tụ phiền muộn? Chuyện gì khiến tỷ tỷ bị động thai khí, suýt chút nữa không giữ nổi hoàng tự? sắc mặt thư thư giác la thị càng ngày càng khó coi khóe môi giật giật một hồi lâu bà ta nhìn ánh mắt bất thiện của lương cửu công đang đứng phía sau minh huyên cứng rắn chịu đựng để bản thân không nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo minh huyên nhìn lương cửu công thấy ông ta khẽ gật đầu thì thở ra một hơi lạnh lùng nói đưa chắc lão phúc tấn đi chờ hoàng thượng xử trí không ta nói sai rồi phải là chờ hoàng thượng hỏi chuyện mới đúng không cần ngạch nương của ta ngạch nương của nô tỳ nàng vừa dứt lời liền có thị vệ bước vào muốn mang thư thư giác la thị xuống bỗng nhiên có một tiểu cô nương lao tới khóc lóc ngạch nương của nô tỳ sẽ không hại tỷ tỷ của nô tỳ các người không được mang bà ấy đi lời này của tiểu cách cách có đúng hay không không phải ta nói là được mà phải để hoàng thượng định đoạt chắc lão phúc tấn không nói gì lẽ nào là nương nương gặp được ngạch nương của mình nên tức giận đến mức suýt mất hoàng tự sao lời này làm phiền tiểu cách cách đích thân nói với hoàng thượng minh huyên rũ mắt nhìn tiểu cô nương xinh đẹp như búp bê Tây Dương này, dịu dàng nói. Nàng vừa dứt lời thì mấy người Tôn Thái Y cũng tiến vào. Minh Huyên nhìn thấy Tôn Thái Y, liền biết Khang Hy vẫn để ý hài tử trong bụng của nữ hỗ lộc thị, nàng lập tức an tâm. Nàng dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt, nói với ông, Tôn Thái Y, tiểu thái tử của chúng ta ngày nào cũng ngóng chờ tiểu đệ đệ ra chơi với mình, tương lai có thể phân ưu với Hoàng thượng. Tôn Thái Y chắp tay, ông có ấn tượng rất tốt đối với Minh Huyên, cho dù là kịp thời cứu thái tử lần trước hay là đeo mặt lạ như lúc này. Ông rất ít khi giao tiếp với cung phi, nhưng hôm nay lại an ủi một câu, thứ phi nương nương là người có tấm lòng nhân hậu, chúng thần nhất định sẽ cố hết sức. Minh Huyên chớp chớp mắt, không rõ vì sao mình lại có tấm lòng nhân hậu, nhưng nàng vẫn để lương cửu công đi theo bọn họ xem thử. Nếu hỗ lộc thứ phi có thái y mà nàng ta tín nhiệm, trước nay đều là đối phương chăm sóc, lúc này nhiều thái y đi qua như vậy, chỉ hy vọng nàng ta không bị kinh sợ vì sao nữ hỗ lộc thứ phi lại biến bản thân thành dáng vẻ hiện giờ có liên quan gì đến sinh mẫu của nàng ta không minh huyên thật sự không quản nổi nàng cũng không muốn quản nhưng mà đều là nữ nhân nhìn nàng ta hết lòng hết sức vì hài tử nhìn nàng ta mang thai mà còn bị tức giận đến như vậy minh huyên cũng không biết nên đánh giá như thế nào minh huyên để ba nhã lạp thị đưa tiểu cách cách của nữ hỗ lộc ra đến thiên điện trấn an còn nàng thì ở lại đây chờ kết quả của mấy người tôn thái y trong lòng có rất nhiều cảm xúc và phiền não không bao lâu sau, Tôn Thái Y liền đi ra, ông chắp tay, nhỏ giọng nói với Minh Huyên, thai này của Thứ Phi nương nương có chút bất ổn. Trong lòng Minh Huyên lột bộp một cái, nàng nhắm mắt lại, phất tay áo ý bảo ông ấy đừng nói nữa. Trong miệng lẩm bẩm, ta không nghe, ta không nghe, vương bát niệm kinh. Nhưng mà Tôn Thái Y lại không dừng lại, ông nói tiếp, nương nương, hoàng thượng nói để người làm chủ. Minh Huyên trừng mắt, không thể tin nổi, lớn tiếng nói, ta có thể làm chủ cái gì, ta cũng có biết làm gì đâu. Chăm sóc phi tần cũng đâu phải là việc của nàng. Tôn Thái Y thở dài, thấp giọng an ủi nói, bây giờ cảm xúc của nữ hỗ lộc thứ phi không ổn định, tâm thần bất định, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ hài tử, ngay cả nương nương cũng. Vậy ta càng không thể đi, ngươi cho rằng nàng ấy sẽ nghe lời ta sao, Minh Huyên không tin nổi nói. Tôn Thái Y đồng tình nhìn nàng, nhẹ giọng nói, đây là ý của Hoàng thượng. Minh Huyên mở to mắt, tay chỉ chỉ vào mũi của mình, khiếp sợ nói, ý của hoàng thượng tôn thái y gật đầu hoàng thượng nói hách xa lý thứ phi là người sáng suốt mọi chuyện cứ bàn bạc với nàng là được minh huyên sụ mặt đau khổ nói đây là chuyện mà ta có thể khuyên sao không được ta muốn ngất xỉu nương nương tôn thái y đề cao giọng nói bây giờ trong cung không có người có thể dùng mong nương nương lấy đại cục làm trọng minh huyên cau mày vẻ mặt đau khổ đi về phía tẩm cung của nữ hỗ lộc thị ngươi tới đây làm gì ta sẽ không bỏ hài tử của mình đâu sắc mặt của nữ hỗ lộc thị rất kém vừa nhìn thấy minh huyên liền hét lên minh huyên đứng ở mép giường nàng gật gật đầu nhìn nhìn tôn thái y thấy ông cũng gật đầu mới trấn an nói không có ai muốn nữ hỗ lộc tỷ tỷ từ bỏ hài tử nhưng mà bây giờ tỷ kích động như vậy đối với tỷ và hài tử đều không tốt ngươi không tới khuyên ta phá thai nữ hỗ lộc thị đỏ mắt kinh ngạc nhìn minh huyên minh huyên khiếp sợ nói ta cũng không bị điên khuyên tỷ phá thai làm gì Nữ hỗ lộc thị vẫn có chút nghi ngờ Minh Huyên nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, bình tĩnh nói: "Hai tử của tỷ thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ là nhận ủy thác của Tôn Thái y, đến nói cho tỷ biết, nếu tỷ còn tiếp tục kích động như vậy, hai tử này thật sự sẽ không giữ nổi. Vì vậy, nếu Hỗ Lộc tỷ tỷ, nếu tỷ thật sự muốn giữ hai tử của mình thì phải thả lỏng tâm trạng, đừng sợ bóng sợ gió, tự mình dọa mình, không có ai muốn hại tỷ cả." Nếu Hỗ Lộc thị trầm mặc, nàng ta vuốt bụng, nửa ngày cũng không nói gì. Minh Huyên lại tiếp tục nói: rốt cuộc có muốn hài tử này không thì chính tỷ tỷ tự mình làm chủ đêm trừ tịch đừng để mọi người lãng phí thời gian ở chỗ này của tỷ cuối cùng nữ hỗ lộc thị cũng tin minh huyên không có ác ý nàng ta nhẹ nhàng thở ra nói ta rất tốt hài tử của ta cũng rất tốt được minh huyên gật gật đầu không đi tranh cãi với nàng ta nữ hỗ lộc thị nhìn minh huyên đột nhiên rơi nước mắt khóc dòng nói ta sợ không giữ được hài tử này tôn thái y còn có chư vị thái y đây là lĩnh vực của các ngươi các ngươi nói đi minh huyên quay đầu nói tôn thái y là người đứng ra nói chỉ cần nương nương giữ vững tâm trạng nghỉ ngơi đầy đủ dùng bữa bình thường tất nhiên sẽ giữ được hoàng tự thật sao vậy ta thì sao ta có thể tiếp tục sống không nếu hỗ lộc thị trần chờ nhìn tôn thái y hỏi tôn thái y liếc mắt nhìn các đồng liêu sau lưng mở miệng nói phụ nhân sinh sản không thể chắc chắn minh huyên nhìn nữ hỗ lộc thị thoáng chốc không có tinh thần nàng trưng mắt nhìn tôn thái y có biết nói chuyện không vậy có phải nếu xảy ra chuyện thì nên tự trách bản thân luôn không? Ý của Tôn Thái Y là nếu tâm trạng của tỷ thoải mái, ăn ngon ngủ ngon, chắc chắn sẽ giống như những thai phụ bình thường. Minh Huyên vô cùng bất đắc dĩ giải thích. Nếu Hỗ Lộc thị quay đầu nhìn Minh Huyên, nghĩ đến những chuyện mà mình nghe được, trong lòng có chút ghen tị với người có được muội muội như vậy. Nàng ta phát hiện, nếu lỡ như mình xảy ra chuyện gì, nàng ta không có ai để phó thác. Nàng ta hoài thai vất vả như thế, bất chấp hoàng thượng không thích cũng miễn cưỡng muốn hài tử này vốn đã lo lắng sợ hãi vậy mà ngạch nương lại không có chút thương tiếc nào nhìn nàng ta như vậy mà lại đưa ra yêu cầu muốn nàng ta giữ muội muội ở lại trong cung làm bạn lời trong lời ngoài ám chỉ thân thể này của nàng ta không sinh được hài tử khỏe mạnh nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể đảm bảo việc muội muội vào cung sẽ không bị chậm trễ năm đó sau khi trưởng tỷ không giành được hậu vị liền bị gả đến mông cổ không người quan tâm bây giờ đến lượt nàng ta bị vứt bỏ sao ngạch nương nói nếu biết chức hoàng thường có ý định để cách cách của khoa nhĩ thấm gả đến kinh thành nàng ta phải thay đệ đệ của mình tranh thủ một chút chứ không phải để đông gia nhất tộc chiếm lợi từng câu từng chữ như khoét vào tim nhưng mà nàng ta vẫn phải giúp bà giấu giếm, bởi vì bà ấy chính là ngạch nương của nàng ta muội muội có muốn nuôi thêm một hài tử nữa không nếu hỗ lộc thứ phi nhìn xung quanh đột nhiên túm lấy tay áo của minh huyên mở miệng hỏi nếu là người trước mặt này có phải nàng ta có thể tin tưởng hay không? Nếu nàng ta không qua khỏi, hai tử của nàng ta cũng sẽ không bị đối xử tệ bạc. Minh Huyên mở to mắt nhìn Nữ Hỗ Lộc Thị, lắc đầu thật mạnh nói, "Không nuôi, không nuôi. Ta đã đồng ý với Thái tử điện hạ rằng sẽ chỉ thích một mình ngài ấy. Trong cung có nhiều nữ nhân như vậy, sau này còn có nhiều hơn, nhất định sẽ có người tốt bụng, đừng đặt hy vọng ở ta, không có khả năng đâu, một chút khả năng cũng không có." Nữ Hỗ Lộc Thị rũ mắt xoa cái bụng đau đớn đang không ngừng co rút, rơi nước mắt. Minh Huyên xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không lên tiếng. Mặc kệ nữ hỗ lộc thị khóc đau lòng như thế nào, Minh Huyên cũng không hé răng. Chuyện này nàng sẽ không hứa hẹn, bởi vì tuyệt đối không thể. Hơn nữa nàng và nàng ta cũng không hề thân thiết, cũng chỉ gặp qua vài lần, dựa vào đâu mà nhận ủy thác của nàng ta. Mắc nợ đến hoảng à. Minh Huyên mặc kệ ám chỉ của tôn Thái Y, nàng trực tiếp nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu mặc niệm kinh Phật. Lương Cửu Công đứng gần nhất, sau khi ông ta nhìn thoáng qua một chút cũng lui xuống. Từ khi nữ hỗ lộc thứ phi mang thai liền vui giận thất thường, ngay cả hoàng thượng cũng bị nàng ta giận dỗi nhiều lần, cho nên mới không thích đến đây. Hơn nữa, bình tĩnh lại mà xem xét thì yêu cầu này của nữ hỗ lộc thứ phi không những đường đột mà còn quá phận. Nuôi hay không nuôi, ai có quyền nuôi hài tử, chẳng lẽ không phải nên là hoàng thượng quyết định sao? Lương Cửu Công không cảm thấy hoàng thượng sẽ để hách xá lý thứ phi nuôi thêm một hoàng A ca nữa nữ Hỗ Lộc tỷ tỷ, nếu tỷ muốn khóc thì hãy khóc với Hoàng thượng đi. Hai tử trong bụng tỷ cũng không phải là của ta. Minh Huyên âm thầm niệm kinh một lát, đột nhiên mở mắt thấy nàng ta vẫn còn khóc. Minh Huyên suýt nữa bùng nổ, trong lòng nàng càng chắc chắn suy đoán người này bị bệnh, bệnh trầm cảm khi mang thai, có lẽ bệnh tình cũng không nhẹ. Nàng thở dài nói, xem ra nữ Hỗ Lộc tỷ tỷ không muốn hài tử này. Ngươi nói vậy, ta không có. Hai mắt nữ Hỗ Lộc thị đỏ bừng, nhìn Minh Huyên lạnh giọng phản bác sao lại là ta nói bậy chứ đêm trừ tịch tỷ tỷ không thoải mái hoàng thượng để ta đến xem thử vừa rồi thái y cũng đã nói hết lời tỷ tỷ không thể không nghe thấy nếu đã nghe thấy vì sao còn bi thống như vậy chẳng lẽ không phải do tỷ tỷ không muốn hài tử này nên mới cố ý như vậy sao minh huyên nhìn chằm chằm nàng ta nghi ngờ nói nếu hỗ lộc thị nhìn minh huyên cắn răng nói không ngờ ta lại có thể nhìn lầm người còn tin sai người còn cho rằng muội muội là một người lương thiện từ từ, Minh Huyên hít sâu một hơi, tiến lại nhỏ giọng hỏi nàng ta, trong cung còn có người lương thiện sao? Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại có thể ngây thơ như vậy? Còn nữa, nếu nữ hỗ lộc tỷ tỷ lo lắng, muốn phó thác thì cũng không thể chọn ta chứ. Không nói đến chuyện ta có muốn hay không, nhưng mà chuyện này có thể do tỷ quyết định sao? Hơn nữa, tỷ còn có người nhà, có muội muội, lại còn là một muội muội xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ, cần gì phải kéo ta xuống nước? Cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Minh Huyên bực bội, vừa bẻ ngón tay vừa nói. Nếu hỗ lộc thị cúi đầu, không có cách nào nói rằng nàng ta hoàn toàn không tín nhiệm muội muội của mình. Nàng ta cảm thấy, từ sau khi biết chuyện mình khó thụ thai, ngạch nương và muội muội đều thay đổi. Ta thấy bây giờ tỷ tỷ cũng không có chuyện gì, vậy ta xin cáo tử. Minh Huyên thấy nếu hỗ lộc thị không hé răng thì cũng không dám kích thích nàng ta, vì vậy, nàng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ta không thể không suy xét, hoàng thượng sẽ không. Nếu hỗ lộc thị thấy vậy, vội vàng mở miệng nói minh huyên đột nhiên dừng lại quay đầu nói khoan đã nếu hỗ lộc tỷ tỷ tự tỷ tỷ muốn phỏng đoán thanh ý cũng đừng kéo ta vào ta tuyệt đối tin tưởng hoàng thượng hoàng thượng nhân từ rộng lượng làm sao có thể không chăm sóc tốt cho hài tử của mình hơn nữa nô tài trong cung này chết hết rồi sao khang hy có muốn hài tử này không thì liên quan quái gì đến nàng đừng nói với nàng lúc này thuốc do mấy người tôn thái y kê đơn đã sắc xong xuân hương bưng bát thuốc tới nếu hỗ lộc thị nhìn bát thuốc có chút nghi ngờ hỏi ta uống thuốc rồi hai tử sẽ còn chứ minh huyên trợn trắng mắt không muốn nói chuyện với nàng ta phụ nhân mang thai để tâm vào chuyện vụn vặt thật sự rất đáng sợ cũng không phải hai tử của nàng nghĩ đến lại muốn gặm móng heo đều tại cái nổi của tên đại móng heo đó không muốn sao còn để nàng ta mang thai người ta mang thai rồi lại không chịu an ủi chăm sóc cẩn thận để cho người ta lo được lo mất như vậy bây giờ biến thành bộ dạng như vậy thật sự là Đáng giận. Cuối cùng, dưới sự bảo đảm của Tôn Thái Y, nếu Hỗ Lộc thị mới dưng dưng uống thuốc. Sau khi uống thuốc, nếu Hỗ Lộc thị vẫn luôn ôm bụng cho đến khi cơn đau từ từ giảm xuống, nàng ta mới tin tưởng mấy người Tôn Thái Y sẽ không hại mình, sau đó nước mắt lại rơi xuống. Lần này khóc là do quá vui mừng, Tôn Thái Y đại biểu cho hoàng thượng, có nghĩa là hoàng thượng đồng ý để nàng ta sinh hạ hài tử này, có phải không? Không biết bao nhiêu đêm nàng ta không thể ngủ yên. Không biết bao nhiêu lần nàng ta mơ thấy ánh mắt chán ghét của hoàng thượng. Bây giờ có thể thật sự ngủ ngon. Tôn Thái Y, ngươi cũng thấy rồi đấy. Chuyện này ta hoàn toàn không thể làm chủ. Tất cả chúng ta đều không thể làm được. Cần phải có hoàng thượng đến trấn an nữ hỗ lộc tỉ tỉ. Sau khi nữ hỗ lộc thì uống thuốc được một lát thì ăn thêm nửa bát cháo rau. Rồi đi nghỉ. Minh Huyên Trần mặt nói với Tôn Thái Y. Tôn Thái Y cũng không am hiểu chuyện này. Liên tục gật đầu đồng ý. Lúc trước, ông đã từng trần mạch cho nữ hỗ lộc thứ phi nhưng mà đối phương không tin tưởng ông ông gần như đã nói thẳng rằng hoàng thượng cũng chờ mong hài tử này nhưng mà nữ hỗ lộc thứ phi vẫn không tin hoàng thượng lại không có kiên nhẫn giải thích thấy vậy liền không nói nữa minh huyên hoàn toàn không muốn ở lại chỗ này đúng là nàng đồng tình với nữ hỗ lộc thị có điều phần đồng tình này chỉ là đồng tình của một nữ nhân đối với thảm trạng của một nữ nhân khác đồng tình vì nàng ta đang mang thai mà còn bị sợ hãi mà thôi chứ không có nghĩa là nàng muốn xen vào chuyện này ngay cả khi bị ép buộc. Thật ra, nàng cảm thấy kiểu nữ nhân như vậy là phiền phức nhất, chỉ vì mong muốn của bản thân mà bất chấp tất cả đưa hài tử đến thế gian này. Giống như việc có thể sinh hài tử có thể chứng minh nàng ta là một nữ nhân khỏe mạnh bình thường. Nhưng mà Lương Cửu Công còn đang ở đây, ông ta chính là đại diện của Hoàng thượng, vì vậy, cho dù phiền chán đến mấy, nàng cũng phải nhịn xuống. Cho đến tận đêm khuya, cuối cùng hơi thở của nữ hỗ lộc thứ phi cũng đều đều, lông mày giãn ra, chìm vào giấc ngủ làm phiền nương nương trên đường đưa minh huyên về vĩnh thọ cung lương cửu công cúi người khách xào nói minh huyên trả lời lương công công cũng vất vả rồi nô tài không dám nô tài không dám lương cửu công vội vàng nói minh huyên trần chờ một chút mới nói với lương cửu công lương công công vì sao hoàng thượng lại muốn để ta quản chuyện này rõ ràng một mình công công cũng có thể giải quyết mà lương cửu công do dự trả lời nô tài lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy nương nương quá khiêm tốn rồi Minh Huyên thở dài, nhẹ nhàng nói, xem ra Lương Công công cũng không phải là một người thành thật nha. Nàng cũng không đợi Lương Cửu công mở miệng đã nói tiếp, ta còn cho người giữ thư thư Giác La thị. Lương Công công trở về nói với hoàng thượng một tiếng. Nhất định nhất định, Lương Cửu công vội vàng trả lời. Ông ta nói xong, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Minh Huyên, lại thấp giọng nói, hoàng thượng dự định năm sau sẽ phong Tam phi, Tam phi trong hậu cung, nàng là một trong ba người có đãi ngộ hàng đầu. Ồ, chẳng lẽ nàng không phải là tần mà là phi sao có phải là một bước lên trời không minh huyên nghĩ đến đây mỉm cười đa tạ lương cửu công lương cửu công không ngại bán một cái nhân tình ý định phong phi của hoàng thượng cũng không phải ngày một ngày hai hôm nay chẳng qua là muốn xem thử năng lực xử lý sự vụ của hách xá lý thứ phi mặc dù hách xá lý thứ phi không quá kiên nhẫn nhưng mà xử sự, sự công bằng việc này tất nhiên sẽ được định xuống minh huyên cũng không muốn đắc tội với ngự tiền thái giám nhất là người lớn lên cùng hoàng thượng như lương cửu công vì vậy nàng thuận thế nói mấy câu quan tâm minh huyên muốn quan tâm người khác giọng điệu và sắc mặt đều rất chân thành lương cửu công vô cùng hưởng thụ đi theo hoàng thượng đã lâu lương cửu công cũng biết rất nhiều chuyện cũng biết minh huyên không phải là người có dã tâm vì vậy hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái trong lúc nói chuyện rất nhanh đã đến vĩnh thọ cung khi hai người đến cửa vĩnh thọ cung trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn minh huyên nhìn thấy pháo hoa rực rỡ pháo hoa cực kỳ đẹp pháo hoa trên tử cấm thành lại càng đẹp, pháo hoa rực rỡ làm nổi bật toàn bộ bầu trời đêm, vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà Minh Huyên không muốn giống như pháo hoa rực rỡ nhất thời, sinh hoạt thoải mái, bình an sống đến 99 tuổi mới là mục tiêu của nàng. Minh Huyên cứ đứng như vậy, im lặng thưởng thức, cho đến khi đột nhiên bị ôm lấy chân. Sao điện hạ lại tới đây vào lúc này? Minh Huyên cúi đầu, ôm lấy giận như hỏi. Giận như ngáp một cái, nói, người đi, làm gì vậy? trong cung của nữ hỗ lộc thứ phi xảy ra một chút việc hoàng thượng để ta đi xem thử minh huyên ôm một lát liền đặt cậu bé xuống dù sao thì nàng còn đang mang hài bồn hoa dẫn như nghiêng đầu tự hỏi một chút rồi mới hỏi đệ đệ có khỏe không vẫn khỏe minh huyên lôi kéo tay của cậu bé nói nhưng mà nữ hỗ lộc thứ phi và ngạch nương của mình cãi nhau nên có chút tức giận cảm thấy không thoải mái đã được thái y đã chữa khỏi rồi còn nữa chưa chắc đã là đệ đệ đâu có thể là muội muội mà Thái y còn chưa xác định được cãi nhau, dẫn như kinh ngạc, có chuyện gì mà lại cãi nhau với ngạch nương của mình? Không ngờ tới còn có thể là muội muội, dẫn như nghĩ đến tam công chúa bèn nhíu mày, cậu bé cảm thấy mình cũng không quá mong đợi nữa, có thể là ngạch nương của nàng ấy thiên vị muội muội. Minh Huyên thuận miệng nói, dẫn như liếc mắt nhìn Minh Huyên, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mày hớn hở đắc ý nói, Hoàng A Mã của cô sẽ không thiên vị Hoàng A Mã chỉ thích Bảo Thành sau đó lại khẳng định nói cô cũng thích hoàng a mã và di mẫu ta cũng thích điện hạ nếu không thích nàng sẽ không nghĩ đến việc tích góp bạc để nuôi cậu bé minh huyên đang nói thì đột nhiên dừng lại nàng cảm thấy hơi khác thường hôm nay vĩnh thọ cũng cực kỳ yên tĩnh nàng bước vào bên trong chính điện quả nhiên nhìn thấy khang hy đang nhắm mắt dưỡng thần đêm trừ tịch hắn đến chỗ này của nàng làm gì minh huyên cảm thấy lông tơ trên người nàng đều dựng thẳng lên không có một chút kinh hỉ nào nàng chỉ cảm thấy kinh hách. Dẫn nhưng không thấy nàng tham gia cung yến nên đòi đến đây tìm nàng. Trong lúc Minh Huyên cố né nghi hoặc hành lễ, Khang Hy mở mắt nói. Minh Huyên cúi đầu nhìn dẫn nhưng, chỉ thấy trên mặt cậu bé có chút ngượng ngùng, nói cô tưởng người lại bị bệnh. Nàng cố gắng khắc chế xúc động muốn xoa đầu cậu bé, cười vui vẻ nói yên tâm đi, ta không bị bệnh đâu. Nếu hỗ lộc thị bên đó có ổn không, Khang Hy không muốn nhìn ánh mắt nhìn nhau của hai người trước mặt này, hắn đột nhiên hỏi một câu minh huyên vội vàng cung kính thuật lại tất cả mọi chuyện nhân tiện nói bởi vì thời điểm nữ hỗ lộc tỷ tỷ nói chuyện với chắc lão phúc tấn của nữ hỗ lộc ra thì đột nhiên không thoải mái vì vậy thần thiếp đã cho người mời chắc lão phúc tấn đến thiên điện bây giờ bà ấy vẫn đang ở trong cung hoàng thượng người thấy chuyện này nên xử trí như thế nào khang hy nghe xong châm chọc nói xử trí như thế nào nếu là chắc thất đương nhiên là giao cho phúc tấn của át tất long xử trí không có quy củ như vậy sau này không được tuyên triệu không được phép vào cung. Nếu không chịu tỉnh ngộ, không phân biệt được thế nào là đích thứ, chấm thấy tức vị nhất đảng công này của Pháp Ca cũng không cần nữa rồi. Khang Hy bực bội nói, buổi chiều ngày hôm nay, chỉ có ông trời mới biết hắn tức giận đến mức nào khi nghe thấy chuyện này. Hắn cũng cho người tìm hiểu nguyên nhân, sau khi nghe xong thì suýt tức chết. Cho rằng hắn chưa bao giờ gặp nữ nhân sao. Tiểu cách cách của nữ hỗ lộc ra mới bao nhiêu tuổi mà đã dám đánh chủ ý như vậy. Hoàng A Mã, đừng tức giận, dẫn nhưng tiến lên kéo khang hy nghiêm túc nói người đã nói hôm nay sẽ không tức giận nếu không sẽ thành tức giận đến tận cuối năm khang hy lôi kéo nhi tử lúc này mới cười nói hoàng a mã không tức giận dẫn nhưng vẫn còn muốn nói chuyện với minh huyên nhưng mà không hiểu vì sao khang hy không ngừng lôi kéo nhi tử nói chuyện minh huyên nhìn hai người bọn họ phụ tử tử hiếu nói mấy lời xén xúa nàng hoàn toàn không hiểu bọn họ đến chỗ này của nàng để làm gì đến để khoe khoang à khang hy cũng không quan tâm minh huyên suy nghĩ cái gì lúc này trong lòng hắn không thoải mái hắn vừa mới tặng nhi tử một cặp hổ bằng ngọc vậy mà nhi tử lại nhanh chóng chạy đến đây để tặng cho nha đầu này một con trong lòng hắn rất khó chịu khang hy vừa nói chuyện với nhi tử vừa quan sát minh huyên hắn thấy sự chú ý của nhi tử luôn ở trên người mình tâm trạng mới thoải mái hơn một chút sau khi dẫn nhưng xác định di mẫu không bị bệnh cậu bé mới theo hoàng a mã trở lại cùng yến minh huyên không biết khang hy chạy một chuyến như vậy làm gì nàng nghĩ mãi không ra liền trực tiếp bỏ qua nàng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ nhưng vừa nằm xuống giường liền có cảm giác không thích hợp nàng đưa tay sờ dưới gối rút ra một chiếc hồng bao và một đống kim qua tử đây là thái tử để lại cho người nói đây là tiền mừng tuổi của ngài ấy đưa cho người một nửa thu ma ma cười nói minh huyên mở hồng bao ra là một chiếc thẻ ngọc có khắc hình hổ uy vũ dẫn nhưng tuổi hổ bên dưới thẻ ngọc này còn treo một lá bùa bình an, Minh Huyên đảo mắt, trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng treo thẻ ngọc lên trên màn giường, nhìn chăm chăm hổ ngọc một lát, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ vì sao vừa rồi hoàng thượng lại cố ý lôi kéo giận nhưng khoe tình cảm trước mặt nàng. Hẳn là bình giấm chua nào đó đổ, sắp tự khiến bản thân chua chết rồi. Ha ha ha, đã, khi nàng thức dậy, chính thức bước sang năm khang hy thứ 16, Minh Huyên lười biếng nằm trên giường, không muốn dậy chút nào. Mãi đến buổi trưa, nàng mới chuẩn bị dậy ăn sủi cảo. Dẫn nhưng cũng nhảy nhót chạy tới. Minh Huyên nhanh chóng đứng dậy mặc y phục. Sau khi rửa mặt, chải đầu xong, nàng mới đi ra ngoài gặp cậu bé. Hôm nay nhìn tiểu thái tử giống hệt như hài tử trong tranh Tết. Cậu bé đeo một chiếc đai chán màu đỏ, nhìn rất có không khí vui mừng. Minh Huyên chọc chọc đai chán trên đầu của cậu bé, cười nói: sao lại dậy sớm như vậy? Sớm mà. Dẫn nhưng sừng sốt, trời vừa sáng cậu bé đã theo Hoàng A Mã đi tế thiên, sau đó lại đến Phụng Thiên Điện thăm hỏi liệt tổ liệt tông. Còn bồi Hoàng A Mã dùng thiện và đến thỉnh An ô khố mã ma, bây giờ mới đến đây, như vậy mà vẫn còn sớm sao. Minh Huyên liền thuận miệng nói một tiếng, sau đó kéo cậu bé vào trong phòng, rửa tay rửa mặt xong thì sủi cảo cũng được đưa tới. Nàng lấy cho cậu bé một bát canh rồi gắp thêm mấy miếng sủi cảo khác nhau, nói, tối qua, điện hạ ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, con ăn xong mấy cái này thì đi ngủ một lát đi dẫn nhưng hơi chần chờ nói người bồi cô ngủ được không minh huyên suy nghĩ một lát hôm nay là mùng một năm mới cũng không phải là không được dẫn nhưng ăn sủi cảo liếc nhìn minh huyên một cái sau đó khổ sở nói sách truyện tranh cho trẻ con lúc trước cô đưa cho hoàng ngạch nương và thừa hỗ ca ca không thấy vì sao lại không thấy có phải trong lúc quét dọn cung nhân đã quên là đặt ở đâu không khi minh huyên ăn sủi cảo thì cắn chúng một miếng được nhét đồng tiền nên không muốn ăn nữa nàng thấy giận nhưng không vui bèn đưa tay xoa đầu cậu bé cả người giận nhưng cứng đờ bàn tay của di mẫu đang xoa đầu cậu bé hình như là bàn tay vừa chạm vào đồng tiền trong miếng sủi cảo thấy vậy minh huyên tưởng rằng cậu bé không vui nàng liền bịt hai mắt của cậu bé lại sau đó lấy ra lễ vật năm mới mà mình đã chuẩn bị cười nói ngạc nhiên không dẫn nhưng bất ngờ kêu lên một tiếng cũng không rảnh rối rắm việc tay của minh huyên có sạch sẽ không nữa cậu bé muốn cầm lấy ngay lập tức ngay cả sủi cảo cũng không ăn minh huyên dỗ dẫn nhưng uống hết nửa bát canh rồi mới đưa lễ vật cho cậu bé còn tốt hơn so với cuốn trước cô rất thích cực kỳ thích dẫn như nhìn người nhỏ trong sách không ngờ còn có cảnh tượng cậu bé và di mẫu cùng nhau đắp người tuyết chơi ném tuyết còn có người tuyết của hai người dẫn như lập tức nở nụ cười rạng rỡ minh huyên lôi kéo cậu bé đi vào nội thất nàng chỉ vào hổ ngọc và bùa bình an trên màn giường nói ta cũng rất thích cực kỳ thích lễ vật mà điện hạ tặng hoàng a mã nói có thể giữ bình an cô một cái người một cái cô muốn di mẫu bình an dẫn như cười đắc ý nói chỉ có tiểu hài tử mới có thể nói những lời vô cùng bá đạo thành đáng yêu như vậy minh huyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của dẫn như liền ôm cậu bé lên thơm một cái sau đó xoa xoa đầu nhỏ của cậu bé thỏa mãn nói bình an bình an chúng ta đều phải bình bình an an dẫn như ngồi trong lòng minh huyên được di mẫu thơm vui vẻ cười đến cong cả mắt minh huyên ôm tiểu thái tử trực tiếp quên đi mấy chuyện phiền lòng trong hậu cung, cũng không quan tâm rốt cuộc nữ hỗ lộc thị có nghĩ thông suốt hay không. Trong hậu cung không cần quá đồng tình với người khác, nếu không cuộc sống sau này sẽ rất khó trải qua. Minh Huyên không muốn quan tâm, nhưng mà đêm trừ tịch, Hoàng thượng lại đặc biệt lệnh cho nàng giải quyết chuyện ở cảnh nhân cung, việc này vẫn khiến cho hậu cung xôn xao một trận. Hết phần 4.